Dạ, cây gậy acôn trổ hoa xanh đụ và trái hạt nhân chín ạ. Gậy được đặt trong hòm tao ước làm kỷ niệm. Dạ, cây hạt nhân chín tức là phải được đặt trong hòm tao ước làm kỷ niệm. Cái nguyên nguyên nhân gì mà khiến cho Đức Chúa Trời phải cái nguyên nhân gì mà khiến cho Đức Chúa Trời, xin lỗi mọi người mình phát cái live stream, nguyên nhân gì mà khiến cho cây khiến cho Đức Chúa Trời cần phải làm cái nói với lại Môi-se để dân Israel chuẩn bị những cái 12 cái cây gậy à anh chị em, 12 cái cây gỗ khô à. Tại sao mà Môi-se phải làm điều đó anh chị em? Tại vì gì ạ? À? Có người nào nhớ không? Mọi người vào sau xin mời mở cam lên nhá. Chị ơi, anh Thái này, cô Như với lại chị cô Karatina xin mời chúng ta cũng mở cam hết lên ạ. À. Khi mà chúng ta học thì chúng ta mở cam, anh chị Hoa có mở cam được không ạ? À? Giang. Đang ăn cơm Hoàng ạ. Ăn cơm trễ hơn cả nhà em luôn á. Nhà em vừa mới ăn xong. Cảm ơn Chúa. À, chúng ta nhớ là cái sự kiện Core không ạ? À? Sự kiện của Core và đảng Core thì chúng ta thấy được rằng là dân Israel, những người đứng đầu của dân sự như 250 quan trưởng Core, rồi Dathan và Abiram, họ muốn chiếm cái chức tế lễ đúng không ạ? Họ muốn chức tế lễ, chúng ta nhớ không ạ? Chúng ta sẽ xem lại ở trong hôm nay không thấy có chị Trâm và Hồng nhỉ? Hôm nay nghỉ học. Chúng ta sẽ xem ở trong Dân Số Ký chứ ạ. Dân Số Ký đoạn 16 á. Xin mời một người mở lại cái Dân Số Ký đoạn 16 câu số 10 đi ạ. Câu số 10 và 11 á, xin mời một anh chị em đọc giúp tôi lại cái câu Kinh Thánh này. Dân Số Ký đoạn 16 câu 10 đến câu 11 ạ. Đấy, vừa mới nhắc chị Trâm xong thì Trâm vào luôn. Em nha. Dạ, xin mời một người đọc đi ạ. À. Ai mở trước xin mời đọc. Dân Số Ký đoạn 16 câu 10 đến câu 11 ạ. Đây là cái nguyên nhân mà Đức Chúa Trời xong đó thì Chúa phải phải nói với Jose, em muốn xin nói với Môi-se để mỗi chi phái phải chuẩn bị một cái cây gậy để hạt nhân á, cái gỗ khô á để Dân Số Ký đoạn 16 câu 10 và câu 11 đúng không chị? Yes, yes. Ngài biểu người hết thảy anh em ngươi với con cháu Lê-vi đến gần Ngài, các ngươi lại còn kiếm chức tế lễ nữa sao? Vì vậy ngươi và bè đảng của ngươi đều hiệp lại nghịch cùng Đức Giê-hô-va. Vì A-rôn là ai mà các ngươi làm bầm cùng người? Dạ, yeah, em. Ở đây thì chúng ta thấy rất rõ là Môi-se nói rằng là rõ ràng là nhà Cô-rê là thuộc chi phái Lê-vi, là cái chi phái mà Đức Chúa Trời lựa chọn để đến gần làm việc đền thờ. Nhưng họ lại còn gì á? Kiếm chức tế lễ, họ muốn giành giật chức tế lễ của A-rôn, nhà A-rôn á. Cho nên điều đó không đẹp lòng Đức Chúa Trời. và để mà xác chứng rằng Đức Chúa Trời ngài kêu gọi nhà Aaron thì Đức Chúa Trời ngài đã nói với Aaron, nói với Môi-se rằng phải bảo mỗi chi phái phải chọn một cái cây gỗ. Thực ra nó là một cái cành cây là gỗ hạnh nhân đó. Thì mỗi một người một cái cây gỗ không thôi, không có cái gì cả anh chị em ạ. Nó là một cái cây gỗ chết á, cây gỗ đã khô rồi á. Nhưng mà họ cần phải đề tên cái chi phái của mình vào, 12 trưởng tộc thì phải đề tên chi phái vào. Và sau đó thì họ phải để ở trước hòm bảo chứng, có nghĩa là hòm giao ước đó. Thì ngày hôm sau thì cái hòm bảo chứng đó, thì cái cây 12 cái cây gậy đó, thì trong 12 cái cây đó thì là một cây đã trổ bông, nó là
cái cây gậy của chi phái về nhà Aaron, đó là chứng tỏ rằng là Đức Chúa Trời ngài lựa chọn nhà Aaron làm nhà Aaron cũng cần phải làm một cây, và Đức Chúa Trời ngài lựa chọn nhà Aaron là chức thầy tế lễ. Cho nên rằng hôm trước chúng ta đã đọc cùng với nhau ở trong Hebrew đoạn 4 rằng là chúng ta nhớ không ạ? Chúng ta tin thánh lời của Chúa nói ở trong Hebrew đoạn 4 rằng là gì ạ? Không ai được chiếm lấy chức trọng cho mình, nhưng phải được Đức Chúa Trời lựa chọn. Đó là lý do đây có lẽ là điều mà sứ đồ Phaolô đã nhắc lại cái đoạn kinh thánh dân số ký đoạn 17 mà chúng ta đọc đó. Hebrew đoạn số 5 câu số 4 nói rằng không ai chiếm lấy chức trọng đó cho mình, phải được Đức Chúa Trời kêu gọi như Aaron ngày xưa. Cho nên là không ai tự làm tôn là mình là làm thầy tế lễ. Và Chúa Giêsu ngài có không tự tôn mà Đức Chúa Trời ngài kêu gọi Chúa Giêsu. Ở đây là đang nói về Chúa Giêsu và nói về có lẽ là nhắc về nhà Aaron ở trong cái đoạn 17 này, thì chúng ta thấy rằng là cái cây gậy nhà Aaron đã trổ hoa. Cho nên là sau đó thì Đức Chúa Trời mới nói rằng là họ phải đặt, Đức Chúa Trời mới nói với lại Môi-se rằng là họ phải đặt cái cây gậy của nhà Aaron đó vào trong hòm bằng chứng, hòm giao ước á, để mà chứng tỏ, để mà lưu truyền đời này qua đời kia rằng là chỉ có một chi phái, chỉ có một gia đình duy nhất mà qua hậu tử của nhà đó, qua dòng dõi của nhà đó là nhà Aaron mới được đến gần Đức Chúa Trời để dâng cuộc tế lễ trong nơi hành lang, nơi thánh và nơi chí thánh của đền tạm nha anh chị em. Cho nên rằng là tất cả những chức tế lễ thì anh chị em đọc ở trong kinh thánh đều ra từ dòng nhà Aaron nha anh chị em. Aaron là anh của Môi-se đúng không ạ? Và cũng ra từ chi phái Lê-vi. Còn những người khác trong chi phái Lê-vi thì nhờ các cái những người con khác của Lê-vi thì làm các cái chức việc khác nhau như hôm trước chúng ta đọc á. Họ làm chức việc khác nhau ở trong đền tạm của Đức Chúa Trời. Chỉ có riêng nhà Aaron thì là thầy tế lễ. Hôm nay thì chúng ta sẽ học tiếp anh chị em. Chờ tôi chút xíu, tôi sẽ share cái bài học của chúng ta nhé. Thì đây chúng ta đã đến phần số 8 là Kadesh Barnea đi anh chị em nha. Hôm nay chúng ta vào cái bài 4 của phần số 8 này. Chúng ta học nốt hai cái sự kiện xảy ra ở tại Kadesh Barnea. Thì chúng ta biết Kadesh Barnea đó là khu vực mà giáp với lại xứ hứa rồi. Chúng ta đã thấy điều đó. Nên là khi đến đây thì Môi-se đã cử dân Israel đã chọn ra mỗi một chi phái một người để đi do thám sứ đó, nhưng mà vì họ đã không họ đã có những cái báo cáo tiêu cực, họ không tin lời Đức Chúa Trời, cho nên họ đã chết ở trong cái sự vi phạm của mình, ở trong cái sự vô tín của mình, mà họ kéo dân Israel là rất là nhiều người chết cùng với họ. Chúng ta sẽ cùng cầu nguyện trước khi chúng ta sẽ đi vào phần này nha anh chị em. Tôi xin phép được cầu nguyện nha. Cha ơi, chúng con cảm ơn ngài vì thì giờ này cho chúng con được học lời Chúa. Nhân danh Chúa Jesus Christ, Chúa ngài giúp đỡ cho chúng con để chúng con tất cả đều hiểu lời của Đức Chúa Trời và chúng con nhớ lấy trên Chúa ngài để dỗ đời sống của con và anh chị em con, để mỗi người trong chúng con ai nấy đều giữ lời của Đức Chúa Trời và hết lòng hầu việc ngài trong những công tác mà Đức Chúa Trời ngài trao phó cho đời sống của chúng con. Chúa ơi, xin Chúa ngài giúp đỡ, ngài sức dầu cho chúng con ngay giờ này, và trong danh Jesus Christ chúng ta con công bố của sách tất cả những linh của những cái sự gây cho chúng con phân tâm và chú ý ở trên chính đời sống của con và anh chị em con đều có sự tập trung và học lời của ngài. Chúa ơi, chúng con cảm ơn ngài để Chúa qua lời của ngài kéo con và anh chị em con đến gần với Chúa và đến gần với nhau trong mối thông công và trong tình yêu của Chúa. Chúng con cảm ơn ngài, chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ.
Amen. Anh chị em ơi, chúng ta sẽ coi lại cái bản đồ này đúng không ạ? Anh chị em có nhìn thấy bản đồ không ạ? Nếu không thấy thì xin giơ tay lên cho tôi thấy ạ. Chúng ta xem lại cái bản đồ là Israel đi từ Ramse đến Sukkot đến Kinneret, họ đóng trại ở tại những cái nơi màu đỏ này nha anh chị em. Sau đó thì họ băng qua biển đỏ đến Mara và đến Elim, chúng ta đã học rồi đúng không ạ? Rồi họ đến Refidim và qua đó sau đó thì họ ở tại núi Sinai, trong đồng vắng Sinai, họ đóng trại quanh núi Sinai. Thế sau đó thì họ sẽ đã di chuyển đến cái khu vực Kadesh Barnea này đúng không? Qua đồng vắng Paran thì họ đến Kadesh Barnea và từ Kadesh Barnea này thì cái này là thuộc đồng vắng Shin, và sau đó thì họ tiến thêm một chút nữa ở đây, đây là khu vực này là khu vực núi Pisgah, và tí nữa chúng ta sẽ học ra cái phần kế tiếp. Thì chúng ta biết là tại Kadesh Barnea này là một cái nơi mà giáp xứ Canaan, đây là nơi mà dân Israel đã Đức Chúa Trời Ngài đã nói với Môi-se, bảo Môi-se là hãy chọn những người để đi do thám, em mới rất do thám xứ hứa, và 10 trong số 12 người đó là không tin, chỉ có Giô-suê và Ca-lép là tin lời Đức Chúa Trời phán. Anh chị em thấy rằng là cho nên là Đức Chúa Trời đã nổi giận với dân Israel và diệt họ, rất nhiều người đã chết trong cái sự nổi loạn đó, và thì có 2 người là Giô-suê và Ca-lép thì được vào xứ hứa. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đi vào học về một cái phần rất là thú vị. Lý do mà chỉ có Giô-suê và Ca-lép được vào xứ hứa thôi. Trong cái tôi đang nói rằng là trong cái thế hệ 20 tuổi đổ lên á, là thế hệ mà Môi-se dẫn ra họ ra khỏi Ai Cập nha anh chị em, là trong cái thế hệ đó là cả Môi-se và Aaron và Miriam là một trong những cái người lãnh đạo của dân Israel lúc bấy giờ đó, cũng không có được vào xứ hứa. Hôm nay thì chúng ta sẽ học đến phần đó. Nguyên nhân tại sao mà Môi-se lại không và Aaron lại không được vào mà Đức Chúa Trời Ngài đưa vào xứ hứa mà họ lại vẫn chết ở trong đồng vắng. Họ hai người này họ đã chết ở tại bên bên rìa của xứ hứa, cụ thể là Môi-se đã chết ở trên núi Phích-ga. Chúng ta biết rằng là biến cố tại Kadesh Barnea này kết thúc hành trình 2 năm của họ và 38 năm kế tiếp là thời kỳ lang thang ở trong đồng vắng. Thì cái hôm trước chúng ta đã học biến cố Cô-rê nổi loạn này. Cô-rê cùng với Abi-tham và Đa-than và Abi-ram đã nổi loạn, cùng 250 lãnh đạo đã nổi loạn, cho nên là Đức Chúa Trời Ngài đã giết họ. Thì chúng ta biết rằng là qua những cái cuộc nổi loạn của họ đó thì Đức Chúa Trời Ngài đã diệt giết những cái người nổi loạn này. Nhưng mà chúng ta cũng biết rằng là dân Israel á, mặc dù họ ngay lúc đó họ đã không chết cùng với lại đảng Cô-rê này, nhưng mà trong cái đoạn 16 á, thì chúng ta có thấy rằng là họ họ đã cuối cùng họ cũng đã chết. Những con người, những người mà họ nổi loạn á, họ có thể là lúc bấy giờ họ chưa có theo cô đảng Cô-rê, họ như họ mới manh nha thôi, nhưng mà cuối cùng thì sau khi những người này quay chết á, thì họ cũng cuối cùng họ cũng nổi loạn chống lại Môi-se và dân sự của Chúa, cho nên là cuối cùng họ cũng đã chết đúng không? Và cái số lượng chết vào sau cái biến cố của đảng Cô-rê này chết đó là 14.700 người. Cho nên rằng là có một cái kết luận, đó là những người mà họ có sự nổi loạn á, dù họ có manh nha hay là họ gì ạ, họ bắt đầu mới hay là họ không có bày tỏ ngay cái lúc Cô-rê nổi loạn, nhưng mà sau đó họ cũng sẽ chết, sẽ họ cũng phải trả cái giá của họ, đó là họ họ chết ở tại trong đồng vắng và trong cái sự đoán phạt của Đức Chúa Trời. Cho nên là chúng ta là những người mà cẩn trọng, và chúng ta không có một cái tinh thần nổi loạn đúng không? Kinh Thánh nhà của Chúa nói rằng là nhà của Chúa là nhà của sự hòa bình, không phải là nhà của sự loạn lạc. Nếu thật sự mà chúng ta có những cái điều mà chúng ta không có đồng tình với nhau á, thì anh chị em phải làm gì ạ? Chúng ta âm thầm và chúng ta rút lui đúng không ạ? Chúng ta âm thầm, chúng ta ra đi, có thể chúng ta im lặng nếu chúng ta không thể làm việc cùng với nhau được nữa. Nếu mà nó có những cái sự bất đồng và những cái
những cái mà nó không của những người mà họ không có sự kính sợ với Chúa Trời anh chị em. Ông có một cái dĩ nhiên không ai hoàn hảo nha chị anh chị em, nhưng mà khi mà người ta đã không muốn kính sợ Đức Chúa Trời để đi trong đường lối của Đức Chúa Trời nữa thì có thể là có những cái sự phân rẽ xảy ra như anh chị em, nhưng mà điều đó không không làm cho chúng ta có một cái cớ để mà chúng ta nói xấu nhau ở trên mạng xã hội, hay là chúng ta nổi loạn, chúng ta chửi rủa chửi mắng nhau vân vân, thì điều đó chắc chắn là không 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 vui lòng Chúa rồi. Chúng ta cần phải xử lý một cách khéo léo, có lẽ là trong sự im lặng, đúng không ạ? Thì Đức Chúa Trời Ngài sẽ vui lòng khi mà trong cái cách xử lý của chúng ta. Anh chị em nghe rõ tôi nói không ạ? Ok, là vì tôi ngồi rất xa cái laptop anh em ạ. Cho nên là có lẽ là sẽ, nếu mà nhỏ quá thì anh chị em nói tôi nhá. Hôm nay chúng ta sẽ học về về cái biến cố thứ ba, đó là mà xin lỗi thứ tư ạ, thứ ba đó là Miriam chết ở trong 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 đồng vắng, kết thúc 38 năm rồi sẽ đi lòng vòng nhé. Thì chúng ta sẽ học về Môi-se nổi nổi giận đập vào hòn đá. Anh chị em ơi, xin mời một người nào mở ra Dân Số Ký đoạn 20 câu 1 đến câu 6, xin đọc giúp tôi ạ. Dân Số Ký đoạn 20 câu 1 đến câu 6. Chào các bạn vào sau nhé. Xin đọc lời Chúa Dân Số Ký đoạn 20 từ câu 1 đến câu 6. Tháng giêng cả hội dân Israel tới đồng vắng Sin và dừng tại Kadea. Miriam qua đời và được chôn tại đó. Và không có nước cho hội chúng uống. Chúng bèn giấy loạn cùng Môi-se và A-rôn, dân sự cãi lộn cùng Môi-se mà rằng: anh em chúng tôi đã chết trước mặt Đức Giê-hô-va, chớ chi chúng tôi cũng đồng chết luôn thể. Sao người đem hội chúng của Đức Giê-hô-va vào đồng vắng này, làm cho chúng tôi và súc vật của chúng tôi phải chết? Sao người khiến chúng tôi đi lên khỏi xứ Ai Cập đặng dẫn đến chỗ độc này, là nơi người ta không gieo mạ được và chẳng có cây và cây nho, cây liệu và cũng không có nước uống? Môi-se và A-rôn bèn lui khỏi mặt hội chúng, đến tận cửa hội mạc sấp mặt xuống đất, và sự vinh quang của Đức Giê-hô-va hiện ra cùng hai người. Amen. Mời Chúa. Hình như là em nói lộn hay sao nhỉ? Dân Số Ký đoạn 20 á, từ câu 1 cho đến câu số 11 á. Đọc thêm. Đoạn 20 từ câu 1 cho đến câu 6 chứ, nhưng tôi giờ chị đọc hết đến câu 11 đi ạ. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: hãy cầm lấy cây gậy ngươi, rồi A-rôn anh ngươi hãy truyền nhóm hội chúng, và hai người phải nói cùng hòn đá trước mặt hội chúng, thì hòn đá sẽ chảy nước ra. Ngươi sẽ khiến nước từ hòn đá chảy ra cho hội chúng và súc vật của họ uống. Vậy Môi-se cầm lấy cây gậy ở trước mặt Đức Giê-hô-va như Ngài đã phán dặn. Môi-se và A-rôn truyền nhóm hội chúng đến trước hòn đá mà nói rằng: hỡi dân phản nghịch, hãy nghe, chúng ta há sẽ khiến nước chảy từ hòn đá này ra cho các ngươi được sao? Môi-se giơ tay lên đập hòn đá hai lần bằng cây gậy mình, nước bèn chảy tràn ra nhiều, hội chúng uống và súc vật họ uống nữa. Amen. Amen. Ở đây thì mình thấy được rằng là dân Israel đã lầm bầm vì họ thiếu nước uống, lầm bầm cùng Môi-se và A-rôn vì thế cho nên vì là thiếu nước uống. Và chúng ta thấy rằng là Môi-se và A-rôn là những cái người mà phải chịu đựng như những cái lời lầm bầm của dân Israel, cho nên là ông đã nổi giận. Trong Thi Thiên 106 câu 32-33 thì nói rằng là tổ phụ chúng tôi chọc giận Ngài tại nước nước Meriba vì cớ họ cho nên có tai họa xảy đến cho Môi-se, và vì cớ họ chọc rối trí người nên người nói những lời vô ý.
Thì Môi-se đã mất kiểm soát, đã nổi giận khi mà dân Israel đã lầm bầm, đúng không ạ? Thực chất ra khi mà nghe những người khác lầm bầm thì rất là phiền, đúng không anh chị em? Rất là khó chịu. Cho nên là và cái lời lầm bầm đó thì nó rất là nặng nề đối với Môi-se và Aaron, cho nên là Môi-se và Aaron đã nổi giận và Môi-se đã mất kiểm soát. Thì cái việc mất kiểm soát của Môi-se là Chúa bảo với lại hai người là với Môi-se và Aaron á, lúc bấy giờ là phải nói với hòn đá. Môi-se nói, Chúa nói rằng là hãy cầm lấy gậy ngươi đi với Aaron anh ngươi và nhóm truyền hội chúng lại, rồi sau đó phải nói với hòn đá. Trong câu số 8 anh chị em ạ, khiến nước từ hòn đá chảy ra cho hội chúng, cho súc vật uống. Nhưng mà Môi-se đã nổi giận, cho nên là Môi-se đã gọi dân Israel là dân phản nghịch. Trong câu số 9 thì nói rằng Môi-se cầm cây gậy ở trước mặt Đức Giê-hô-va như Ngài đã phán dặn, rồi Môi-se và Aaron truyền nhóm hội chúng trước hòn đá mà rằng: hỡi dân phản nghịch này, hãy nghe, ta há dễ khiến nước chảy bởi hòn đá cho các ngươi uống được sao? Môi-se giơ tay lên đập hòn đá hai lần bằng cây gậy của mình thì bè nước bèn tràn ra cho hội chúng uống và súc vật uống nữa. Môi-se đã mất kiểm soát và ông đã nóng giận và ông nói dân Israel là họ là dân nổi loạn, dân phản nghịch, đúng không? Và sau đó thì ông đập hòn đá. Thì ở đây có một cái nguyên tắc rằng là chúng ta thấy ở trong cái đoạn này Môi-se đã không vâng lời Chúa, đúng không ạ? Chúa nói là hãy nói với hòn đá thì Môi-se lại đập vào hòn đá. Vậy thì có một cái nguyên tắc ở đây là phép lạ thì không phải là một bằng cớ rằng là một người sống vâng lời Chúa. Nhưng mà phép lạ nó cách khác là chỉ là cách mà Đức Chúa Trời Ngài muốn bày tỏ vinh hiển của Ngài mà thôi. Chúng ta thấy rằng là ở đây có phép lạ xảy ra mặc dù Môi-se không vâng lời. Đúng không ạ? Môi-se có vâng lời không ạ? Môi-se không vâng lời trong đoạn này nha anh chị em. Mặc dù là một tôi tớ của Đức Chúa Trời nhưng Môi-se đã không vâng lời theo như sự chỉ dẫn của Chúa mà ông lại đập hòn đá. Chúa bảo nói với hòn đá thôi nhưng mà ông lại đập vào hòn đá. Đúng không ạ? Chúng ta biết rằng là trong Kinh Thánh nhé, ở trong tôi nhớ là trong suốt Ê-díp-tô ký, Đức Chúa Trời Ngài nói với lại Môi-se suốt đoạn 17 á, là hãy đập vào hòn đá. Lúc bấy giờ thì Môi-se vâng lời và đập vào hòn đá. Nhưng mà trong đoạn này Chúa nói rằng là hãy phán với hòn đá, hãy nói với hòn đá, nhưng mà Môi-se lại đập vào hòn đá. Tuy là Môi-se không vâng lời nhưng mà nước vẫn chảy ra, đúng không anh chị em? Thế thì cái nguyên tắc ở đây đấy, chúng ta cần phải nhớ rằng là khi mà phép lạ xảy ra ấy, điều đó không có nghĩa rằng người đó vâng lời Chúa đâu, người thực thi cái phép lạ đó. Cho nên rằng là có những lúc thì người ta không vâng lời Chúa nhưng mà Chúa vẫn làm, giống như Môi-se ở đây này, đúng không ạ? Bởi vì là Chúa làm vì vinh hiển của Chúa. Cho nên rằng chúng ta cần phải cẩn thận khi mà chúng ta nhìn thấy người ta làm phép lạ thì chúng ta nhiều khi suy nghĩ rằng người đó là phải người của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên rằng là điều đó thường xảy ra là như vậy đấy anh chị em, thường xảy ra là một người vâng lời Chúa thì Chúa hành động. Nhưng mà cũng có những trường hợp là người của Đức Chúa Trời không vâng lời Chúa một cách hết lòng, họ làm theo ý của họ, nhưng mà Đức Chúa Trời vì vinh hiển của Chúa cho nên Ngài vẫn hành động nha anh chị em. Cho nên cái việc mà phép lạ xảy ra ấy, thì đừng nghĩ rằng là nếu mà chúng ta vẫn còn đang sống ở trong những cái mà sai trật á, thì đừng nghĩ rằng Chúa đẹp lòng. Amen. Chúng ta cần phải ăn năn vì điều đó mới làm Chúa đẹp lòng. Còn phép lạ xảy ra chỉ vì Chúa muốn bày tỏ vinh quang của Chúa cho dân Israel thế thôi. Và lúc này ấy, thì Đức Chúa Trời Ngài trách Môi-se và Aaron đó là họ đã không tôn thánh danh của Chúa. Đồng vắng thì chút xíu chúng ta sẽ đi phần đó. Đồng vắng là một cái quãng đường rất là khó khăn nha anh chị em. Chỉ khi mà chúng ta vâng lời Chúa thì chúng ta mới vượt qua được đồng vắng và vào trong sự trọn vẹn của mục đích Chúa bày tỏ trên đời sống của chúng ta. Đúng không ạ? Chúng ta nhắc lại nha, đồng vắng là một cái quãng đường sao ạ? Khó khăn đúng không ạ? Anh chị em có đang thấy khó khăn trong đời sống của mình không? Anh chị em nào ở đây mà đang trải qua đồng vắng là anh chị em sẽ thấy khó khăn lắm.
Nhưng mà cái khó khăn này nếu mà chúng ta không vâng lời Chúa, chúng ta không bao giờ vượt qua được nha anh chị em ạ. Anh chị em không bao giờ vượt qua được đồng vắng và vào sự trọn vẹn, vào nơi đất hứa của Chúa, hoặc là sẽ đồng cai trị với Chúa trên núi Sion là cái nơi cuối cùng mà cái cuộc hành trình này phải tới, là nơi xứ hứa và điểm cuối cùng của xứ hứa đó là Sion. Sion hay là gọi là thành David ngày hôm nay á, là Jerusalem á. Thế thì chúng ta cần phải cẩn trọng, chúng ta cần phải quyết lòng là sẽ vâng lời Chúa. Dĩ nhiên rằng trong chúng ta ở đây không có một ai hoàn hảo anh chị em ạ, cả cả bản thân tôi không bao giờ hoàn hảo được, chúng ta rất nhiều sai trật. Nhưng mà cái điều mà chúng ta cần phải làm đó là chúng ta cần phải ăn năn ngay, đúng không ạ? Nếu mà chúng ta biết chúng ta sai rồi thì chúng ta phải ăn năn ngay. Thì Chúa sẽ ban ân điển cho chúng ta để mà chúng ta đắc thắng, chúng ta vượt qua, chúng ta sẽ đi tiếp tục cái hành trình vào xứ hứa. Còn nếu mà chúng ta cứ tiếp tục không vâng lời, nhưng mà vì sự nhân từ của Chúa và vì vinh hiển của Ngài, Ngài vẫn tiếp tục làm phép lạ trên đời sống của chúng ta, thì điều đó không có nghĩa là Chúa đẹp lòng về chúng ta đâu. Nhưng mà vì sự nhân từ của Ngài và vì vinh hiển của Ngài thì có lẽ Ngài vẫn sẽ làm. Nhưng mà chúng ta sẽ dễ dàng, chúng ta sẽ chật mất cái phần ân điển và chúng ta không trải qua được đồng vắng nha anh chị em. Anh chị em có thể thấy được dân Israel á, họ hoàn toàn không vâng lời Chúa. Họ thử thách Chúa đến 10 lần. Nhưng mà phép lạ về mana có xảy ra không anh chị em? Ngày nào cũng có mana để ăn hết, đúng không ạ? Thậm chí chim cút để ăn. Điều đó chứng tỏ rằng là họ không vâng lời Chúa, nhưng vì Ngài đấng nhân từ, Ngài rất yêu quý con cái của Ngài cho nên Ngài vẫn làm. Nhưng mà sẽ đến một cái thời điểm mà họ không vào được những cái điều tốt nhất của Chúa cho họ. Cho nên là cái thế hệ mà 20 tuổi đổ lên và trong cái thế hệ mà Môi-se dẫn họ ra khỏi đồng vắng là tất cả chết hết trong đồng vắng. Kể cả Môi-se và Aaron luôn. Thế thì anh chị em có thể thấy được rằng là phép lạ của Chúa cho đời sống của chúng ta, đôi khi chúng ta sai chật mà Chúa vẫn nuôi chúng ta. Thì điều đó không chứng tỏ rằng là Đức Chúa Trời Ngài đẹp lòng vì hành động và thái độ của chúng ta đâu. Nếu mà chúng ta có sai chật, nhưng mà là vì Ngài đấng nhân từ cho nên chúng ta cần phải trở lại với Chúa bằng sự ăn năn và cầu nguyện, phải không anh chị em? Bằng sự hạ lòng và khiêm nhường thì Đức Chúa Trời Ngài sẽ đẹp lòng về đời sống của chúng ta và Ngài sẽ đưa chúng ta đi tới. Dân Israel là không được đưa ra khỏi xứ để đi lòng vòng ở trong đồng vắng, nhưng họ được đưa ra khỏi xứ Ai Cập để được vào xứ hứa, nhưng vì không vâng lời cho nên họ phải đi lòng vòng cho tới khi thế hệ lầm bầm đó chết đi, đúng không ạ? Chúa đưa chúng ta ra khỏi thế gian này, Ai Cập là hình ảnh của thế gian này, hình ảnh của thế gian này, để vào đưa chúng ta vào trong xứ hứa anh em. Nhưng mà trong chúng ta, nếu như mà chúng ta không có giữ tấm lòng của mình, không vâng lời, và nếu mà chúng ta không giữ khỏi những cái sự lầm bầm, thì sẽ tới địa thời điểm mà chúng ta cũng sẽ chết đi và không được vào sự hứa. Nhưng mà nếu như chúng ta giữ tấm lòng của mình khỏi những cái lầm bầm, khỏi những oán trách, mà vâng lời Chúa cho trọn lòng, thì đến thời điểm thì lúc trời sẽ mở chúng ta cánh cửa và chúng ta sẽ vào sự hứa. Giống như là Joshua và Caleb. Trong Kinh Thánh nhá, chúng ta chút xíu chúng ta sẽ đọc ở trong cái phân đoạn, những phân đoạn sau này, ở trong sách Dân Số Ký, rằng là chỉ có hai người trung thành với Chúa, chọn lòng với Chúa từ đầu cho đến cuối, đó là Joshua và Caleb, là hai người trong thế hệ trước á, thế hệ của Môi-se á, là được vào xứ hứa nha anh chị em. Môi-se bị làm rối trí và tức giận nóng nảy, cho nên là lúc nãy tôi mới đọc Thi Thiên 106 câu 32 câu 33 đó. Israel lầm bầm cho nên là đã chọc cho Môi-se nóng rối trí và tức giận nóng đẩy. Môi-se đã mỉa mai dân sự nha anh chị em. Anh chị em có thấy lúc đấy Môi-se mỉa mai dân sự trong câu số 8 hỡi dân phản nghịch này. Ở đây là những người mà hầu việc Đức Chúa Trời là cần rất phải cẩn thận này, đúng không ạ? Chúng ta đừng bao giờ chúng ta nói với lại người khác rằng là anh chị là người nổi loạn, đúng không ạ? Tôi thấy có nhiều người mục sư đã mỉa mai dân sự của Đức Chúa Trời, thay vì khuyên họ rằng là đừng có làm như vậy, điều đó không đẹp lòng Đức Chúa Trời đâu, thì chúng ta lại mỉa mai họ là nổi loạn, đúng không ạ? Điều đó thì không đẹp lòng Đức Chúa Trời nha anh chị em. Chúng ta không được phép nói điều đó với lại người của Chúa, đúng không ạ? Con cái của Chúa đâu. Chúa sử dụng chúng ta, nếu mà là những người hầu việc Chúa, là những người chăn bầy á,
là những người chăm sóc họ. Chúng ta có thể quở trách họ là chúng ta, ví dụ như họ làm sai thì chúng ta có thể là nói với họ rằng điều đó sai rồi, phải thay đổi đi, phải ăn năn đi. Nhưng mà chúng ta không có thể nào mà nói với họ là mỉa mai họ là người nổi loạn, đúng không ạ? À, tôi thấy có nhiều người học về Chúa ngày hôm nay họ đã đi quá giới hạn á. Cho nên là chúng ta phải cẩn trọng nhé. Môi-se mỉa mai dân sự, cho nên chính vì lý do này Môi-se mỉa mai dân sự và không tôn thánh Chúa, cho nên là Môi-se đã không được vào xứ hứa. À, Eli mỉa mai các tiên tri của ba anh thì chúng ta biết sau đó thì sao ạ? Sau đó thì ông đã phải chạy trốn khỏi Jezabel. Anh chị em có nhớ Eli mỉa mai tiên tri của ba anh không anh chị em? À, nói gì ạ? Ông nói gì với các tiên tri của ba anh? Ông nói rằng là kêu to lên, đúng không ạ? Ông chế nhạo họ, nhạo báng họ. Chắc là thần đang ngủ rồi, hay thần của các ngươi đang ngủ rồi, hay thần của các ngươi đang đi đâu đó, đúng không ạ? Thì ông mỉa mai, cho nên rằng là sau đó thì ông đã chạy trốn khỏi khỏi Jezabel bằng một câu nạt đổ. Cho nên chúng ta cần phải giữ mình cẩn thận. Ở đây thì chúng ta học theo cái tấm gương của Chúa Giêsu là đấng bị rủa mà không rủa lại. Điều đó nhất đoạn 2 câu 23 nói về Chúa Giêsu là Ngài đấng bị rủa nhưng không rủa lại. Ở trong phi đơ nhì đoạn 2 câu số 11 á, và Giu-đê đoạn 1 câu 8 và câu 9 cảnh cáo chúng ta phải cẩn thận ở trong cái việc đó là mỉa mai người khác, nhất là mỉa mai các tà linh và ma quỷ, bởi vì chúng ta được giữ là bởi ân điển của Đức Chúa Trời mà thôi anh chị em. Tôi sẽ đọc cho anh chị em về phi đơ nhì đoạn 2 câu 11 nhé anh chị em. Ở đây là sứ đồ Phi-e-rô, là thư tín của sứ đồ Phi-e-rô. Nếu mà ai mở nhanh thì có thể mở với tôi ở trong thư tín. Dạ, cái gì ạ? Phi-e-rô nhì đoạn 2 câu số 11. Tại vì hai câu kinh thánh là rất quan trọng, cho nên là tôi sẽ mở ra và đọc cho cùng với mọi người. Phi-e-rô nhì đoạn 2 câu 11 nói rằng là dẫu các thiên sứ đấng có sức mạnh và quyền phép hơn chúng nó còn không lấy lời nguyền rủa mà xử đoán các bậc đó trước Chúa. Ở đây nói rõ ràng là các thiên sứ mà có sức mạnh và quyền phép hơn các tà linh cũng không gì ạ, không dùng những lời nguyền rủa mà xử đoán những người đó trước mặt Chúa. Vì ở đây thì chúng ta có thể thấy được rằng là Chúa là đấng sẽ xử đoán, đúng không ạ? Các thiên sứ thì họ cùng và với một cái cấp độ với lại các thiên sứ sa ngã, cho nên là Kinh Thánh nói rằng là chính các thiên sứ có sức mạnh quyền phép hơn và những cái thiên sứ sa ngã ấy, có thể nói là các quỷ á, nhưng mà họ cũng không hề nguyền rủa các bậc đó, đúng không ạ? Cho nên là chúng ta cần phải cẩn thận trong cái việc mỉa mai các tà linh cũng như là mỉa mai ma quỷ. Vì chúng ta được giữ bởi ân điển của Chúa nha anh chị em. Chúng ta có thể có quyền để dày đạp nó, đúng không ạ? Chúng ta có quyền dày đạp nó không anh chị em? Có quyền dày đạp nó. Có quyền để cuộc trách nó. Nhưng mà chúng ta đừng mỉa mai nó. Anh chị em có hiểu mỉa mai là thế nào không ạ? Nếu ở đây chưa có ai chưa hiểu từ mỉa mai á, thì có lẽ là để làm thế nào để tôi giải thích nhỉ? Mỉa mai có nghĩa là nói khích á. Ví dụ như có những người thì nói rằng là nói khích về với ma quỷ, rằng là hoặc là nói khích về người khác, mỉa mai người khác, là chỉ có anh với chị mới phạm tội thôi, còn tôi thì không có. Đó là cái cách nói mỉa mai đó. Thì cái điều đó rất nguy hiểm đó anh chị em ạ.
Chúa nghe, ma quỷ nó cũng nghe luôn á. Và điều đó nguy hiểm vô cùng luôn. Bởi vì sao? Vì chúng ta được giữ là bởi ân điển của Chúa thôi anh chị em ạ. À. Anh chị em có nhớ cái câu chuyện mà Phi-e-rơ bị sằng sảy không ạ? À? Sao ạ? Không phải Phi-e-rơ bị sằng sảy mà Phi-e-rơ, Chúa Giê-xu nói rằng là Satan đòi sằng sảy Phi-e-rơ. Chúa nói rằng là Phi-e-rơ, Satan đòi sằng sảy con. Nhưng mà ta cầu nguyện cho con để đức tin con không kém thiếu, và khi con trở lại thì con sẽ làm mạnh mẽ anh em mình. Anh em chị em nhớ không ạ? À? Cho nên là anh chị em ơi, không phải chúng ta ngon đâu, đúng không ạ? À? Chẳng qua là chúng ta bởi ân điển của Chúa mà chúng ta mới được giữ thôi. Chính sứ đồ Phi-e-rơ cũng tưởng mình rất là ngon. Cho nên là ông đã được ma quỷ nó đòi sàng sảy ông. Cho nên là nhớ rằng là khi mà Satan nó đòi sàng sảy anh chị em và tôi á, chỉ có ân điển của Chúa mới giữ được chúng ta thôi. Amen không ạ? À? Anh chị em có đứng được không? Chỉ có bởi ân điển thôi, đúng không? Chỉ có bởi sự cầu nguyện của Đức Chúa Giêsu cho chúng ta mà chúng ta đứng vững. Cho nên chúng ta không bao giờ mỉa mai người khác, hay chúng ta không bao giờ nghĩ rằng mình hơn người khác nhiều, còn người khác không có xứng đáng, người khác không được, người khác không tốt, người khác là thế này là thế kia, còn chúng ta chỉ có một mình chúng ta tốt, điều đó là rất là tệ luôn. Thì chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta gặp nguy hiểm. Và chúng ta được giữ chỉ bởi ân điển của Chúa. Tôi nhớ là có một cái người là tôi tới Chúa rất là nổi tiếng, rất là vĩ đại. Có một hôm thì ông đi qua những cái con đường ấy, thì ông nhìn thấy ở trên cái góc đường là những người mà nghiện ngập xì ke ma túy anh chị em ạ. À. Họ đứng và họ vật vờ ở trên góc đường á. Thì khi mà ông vừa đi qua đó thì Chúa nhắc nhở cho ông biết rằng là con ạ, chỉ bởi ân điển của ta mà con được như ngày hôm nay thôi. Và từ đó thì ông đồng ý với Chúa, ông nói cảm ơn Chúa bởi ân điển của Chúa mà con không phải là những người đó. Không 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 phải như những người đó. Amen. Nếu mà không bởi ân điển của Chúa thì chúng ta không biết như thế nào cả. Anh chị em đồng ý với tôi không ạ? À? Cho nên chúng ta cần phải giữ mình ở trong sự khiêm nhường, không mỉa mai, đúng không ạ? Ở trong ở đây cũng có nói một câu nữa ở trong Giu-đê đoạn 1 á, Giu-đê đoạn Giu-đê câu 8 câu 9 á, đoạn 1 á. Giu-đê thì chỉ có một đoạn thôi. Câu 8 câu 9 thì nói rằng là nhưng chúng nó như vậy cũng như vậy trong giấc mơ màng làm ô uế xác thịt mình, khinh rẻ quyền phép rất cao và nói hỗn đến các đấng tôn trọng, chính mình thiên sứ trưởng mi chen chống với quỷ sa tăng giành xác môi xe cũng chẳng dám lấy lời nhước móc mà đoán phạt chúng nó, mà chỉ nói rằng là cầu Chúa phạt ngươi. Xong những kẻ này, những điều mình không biết thì khinh rẻ hết, mọi điều chúng nó tự nhiên mà biết thì cũng như con thú vật vô tri, thì dùng làm như mình, làm hư mình. Thì ở đây Chúa cảnh báo chúng ta thấy rằng là có những người thì không có hiểu về quyền phép rất cao, và họ nói hướng đến những người mà những bậc tôn trọng, kể cả ở trong cấp độ của Satan, ở trong cái cấp độ của thế giới tối tăm, Satan nó cũng có uy quyền. Cho nên là khi mà thiên sứ trưởng Michel mà chống với lại ma quỷ để giành xác môi xe thì cũng không phải dùng lời nhức móc ma quỷ, anh chị em thấy không ạ? Mà chỉ nói rằng là cầu Chúa phạt ngươi, lời Chúa nói rằng là và chính mình thiên sứ trưởng Michel chống trả với ma quỷ để giành xác môi xe còn chẳng dám lấy giờ nhờ nước nhức móc. Cho nên là chúng ta không có nhức móc người khác. Nhưng mà gì ạ? Chỉ nói ra cầu Chúa phạt ngươi. Chúng ta cũng cần phải hiểu cái thẩm quyền, uy quyền mà những cái có những cái thế lực mà nó nắm giữ những cái uy quyền, và kể cả các thiên sứ họ cũng nhận biết điều đó. Cho nên là chúng ta chỉ bằng sự cầu nguyện ở trong nấp mình ở trong dòng huyết của Chúa thì chúng ta sẽ vững vàng vững an để có thể chống trả lại những với những cái quyền lực của sự tối tăm mà thôi. Amen. Nếu chúng ta không mỉa mai, chúng ta không nhức móc. Đức Chúa Trời phán xét Môi-se và A-rôn, thì chúng ta sang cái phần này là Đức Chúa Trời phán xét Môi-se và A-rôn. Giáo sư ký đoạn 20 ở trong cái câu 12 nói rằng là Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng, xin mời một người đọc giúp tôi đi ạ. Câu 12 anh chị em. Mời đọc giúp tôi uống miếng nước. Dạ. Đoạn 20 câu 12.
Đoạn Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se và A-rôn rằng: Bởi vì hai ngươi không có tin đến ta, đặng đem ta lên thánh trước mặt dân Israel, vì cớ đó hai người sẽ không đem hội chúng này vào xứ mà ta đã cho nó đâu. Amen. Xin mời một người đọc phục truyền 3 câu 23 đến 28 luôn ạ. Dạ, tôi xin phép đọc phục truyền đoạn 3 câu 23 đến 28. Trong lúc này ta cầu khẩn Đức Giê-hô-va mà rằng: Lạy Chúa Giê-hô-va, Chúa đã khởi tỏ cho kẻ tôi tớ Chúa sự oai nghiêm lớn và cánh tay quyền năng của Chúa. Vì trên trời dưới đất há có thần nào làm được việc công sự và công sự quyền năng giống như của Chúa chăng? Tôi xin Chúa cho phép tôi đi qua xem xứ tốt tươi, núi đẹp đẽ này và Liban ở bên kia sông Giô-đan. Nhưng Đức Giê-hô-va bởi cớ các ngươi nổi giận cùng ta, không nhận lời ta, bèn phán rằng: Thôi, chớ còn nói về việc này cùng ta nữa. Hãy đi lên chót Phích-ga, ngước mắt ngươi lên về phía Tây, hướng Bắc, hướng Nam và hướng Đông mà nhìn xứ ấy, vì ngươi sẽ không đi ngang qua sông Giô-đan này đâu. Xong, hãy truyền mạng lệnh cho Giô-suê, làm cho ngươi vững lòng bền chí, vì ấy là người phải đi qua trước mặt dân này, khiến chúng nhận lấy xứ mà ngươi sẽ thấy. Amen. Amen. Môi-se và A-rôn đầu tiên ở trong cái câu 12 trong đoạn 20 là không tin vào Chúa và không tôn Chúa làm thánh ở trước con cái Israel. Cho nên họ không được vào xứ hứa. Khi mà dân sự của Đức Chúa Trời nổi loạn chống nghịch lại với lại Đức Chúa Trời á, thì cái điều mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta đó là chúng ta cần phải tin cậy vào nơi Ngài. Và thứ hai đó là tôn thánh, hay là nói về vinh quang của Ngài là Ngài có thể làm được, thì đó là điều mà Chúa đẹp lòng. Nhưng mà Môi-se và A-rôn đã không làm điều đó và đã tức giận và đã mắng nhiếc dân sự của Chúa là dân nổi loạn. Cho nên rằng là nếu như ở trong cái đoạn hoàn cảnh này, thứ nhất đó là Chúa và nói với họ là họ không tin Chúa có thể làm những cái phép lạ mà về việc đó là hóa nước ra. Mặc dù là Môi-se nhìn thấy rất là nhiều lần rồi, Môi-se biết Đức Chúa Trời Ngài có thể làm được, nhưng Môi-se đã không chọn cái cách là nói cho dân sự biết rằng Đức Chúa Trời Ngài có thể làm được điều đó. Nhưng mà Môi-se lại chọn cách khác, đó là nhước móc dân sự. Hay nói một cách khác là chúng ta sẽ không có chúng ta chẳng nhẽ lại phải lấy nước cho các ngươi uống hay sao? Cho nên rằng là nói một cái cách đó là nhức móc hoặc là sẵn sớm về những cái việc này. Cho nên rằng là hỡi dân phản nghịch, hãy nghe chúng ta, há dễ khiến nước chảy ra từ hòn đá cho các ngươi được sao? Và thay vì vâng lời Đức Chúa Trời để mà nói, để mà làm những điều mà Đức Chúa Trời bảo, bởi vì chính Chúa mới là đứng dẫn dắt dân sự, thì họ lại lầm tưởng là họ chính là người quyết định trong cái việc sự việc này nhé. Cho nên nhiều người hầu về Chúa ngày hôm nay đã bị mắc phải cái sai lầm đó là họ thay trời hành đạo á. Anh chị em phải nhớ rằng không phải chúng ta không được làm như vậy. Nếu như cái người đó mà có sai phạm đến cái nỗi mà chúng ta không thể tiếp tục để giúp đỡ họ nữa được, thì tốt nhất là để cho Đức Chúa Trời Ngài giúp đỡ họ. Amen. Chúng ta trao cho Chúa. Và chúng ta nói với họ rằng chúng ta không thể no more, không còn giúp đỡ họ nữa. Chứ chúng ta không có được thay Chúa mà nhức mắc họ, và thay Chúa mà nói giống như là tôi là chúng tôi không thèm phải làm như vậy. Chúng ta không không có được cái quyền mà giữ cái việc đó là điều hành dân sự hay là quản lý dân sự, lãnh đạo cai trị ở trên dân sự của Đức Chúa Trời. Thì anh chị em thấy được là cái này nó rất là tinh vi nha anh chị em. Có nhiều người mục sư hay là những người hầu về Chúa đã có những cái việc làm như thế này. Cho nên là nó rất là tinh vi và Chúa không đẹp lòng về điều đó đâu. Cái điều mà chúng ta học ở đây không phải là chúng ta đang nói về phán xét Môi-se hoặc A-rôn nha anh chị em, mà chúng ta xem Đức Chúa Trời Ngài không đẹp lòng về điều gì. Bởi vì chính những cái điều mà nó rất là nhỏ mà nó rất là lắt léo như vậy á, nó sẽ khiến cho những người của Đức Chúa Trời không hưởng được cái cơ nghiệp cuối cùng mà Đức Chúa Trời dành cho. Đúng không ạ? Còn đúng ở đây Môi-se và A-rôn không giành được không ạ? Chúng ta không đang nói về yêu hứa của Môi-se và A-rôn,
Chúng ta không có đang phán xét Môi-se và Aaron, nhưng mà chúng ta đang nói rằng tại vì lý do tại sao mà Môi-se và Aaron lại không được vào sự hứa, và cái chính cái điều này nó sẽ giúp ích cho chính đời sống của chúng ta, để cho chúng ta học từ những cái thất bại của họ mà chúng ta không đi lại con đường của họ nữa, để chúng ta được tiếp tục trong cái cuộc hành trình vào sự hứa và lên núi Sion. Thế thì ở đây á, cái việc không tôn thánh Chúa này, không tin Chúa này trước mặt con cái của Israel, đó là đã khiến cho Môi-se không được vào, không được vào, Aaron không được vào xứ hứa, và họ không được quyền thay Chúa để quyết định. Họ cần phải làm theo lời Chúa chứ không được quyền thay Chúa quyết định, đúng không ạ? Khi mà họ nói rằng là gì? Hãy nghe, chúng ta đã khiến, sẽ khiến nước này chảy ra từ hòn đá này mà cho các ngươi uống được sao? Hay là gì ạ? Chúng ta làm sao mà chúng ta cần phải làm cái điều đó? Chúng ta không cần phải làm cái điều đó cho các ngươi. Đấy, khái là như vậy. Họ là ông nói như vậy. Thế nhưng mà điều đó không đẹp lòng Chúa, bởi vì Chúa là đấng chăn dắt dân sự của Ngài. Ngài chỉ sử dụng chúng ta là những người lãnh đạo, là những người chăn dắt thôi. Amen không ạ? Chúa mới là đấng chu cấp cho họ. Cho nên là Chúa thì có một cái tiêu chuẩn cao cho những người lãnh đạo. Ở đây ai được kêu gọi lãnh đạo thì sau này lại có phải cẩn thận, đúng không ạ? Chúng ta cẩn thận vì Chúa có tiêu chuẩn cao đối với những người lãnh đạo nhé. Chúng ta cần xin Chúa ngài giúp đỡ chúng ta. Xong cái phân đoạn phục truyền luật lệ ký chúng ta vừa mới đọc á, thì Môi-se đã tiếp tục xin Chúa là ở lại xứ hứa, được vào xứ hứa, nhưng mà Chúa nói rằng là thôi đừng có nói về việc này nữa, đúng không ạ? Sẽ có những cái lỗi lầm mà nó sẽ khiến cho chúng ta không trở lại được. Cho nên là chúng ta cần phải cẩn trọng suy nghĩ kỹ. Amen. Có những điều mà Đức Chúa Trời ngài bảo chúng ta không vâng theo thì chúng ta mất cơ hội luôn á. Cho nên là xin Chúa giữ gìn chúng con, xin Chúa thương xót. Tôi sợ lắm. Tôi thấy mỗi xe như vậy là tôi rất là lo lắng. Không biết anh chị em thế nào chứ tôi thấy lo lắng đấy. Tôi suy nghĩ là Chúa ơi, con không muốn như vậy. Xin Chúa ngài giúp đỡ cho con để con vượt qua được sự thử thách của Chúa, anh chị em ạ. Chỉ có một lần rất duy nhất thôi, mà chỉ việc nói thôi, hòn đá và đập vào hòn đá thôi, Môi-se đã không vâng lời. Rồi bên cạnh đó là Môi-se quát mắng dân sự của Chúa, mỉa mai dân sự của Chúa nữa. Đấy, chỉ có một lần như vậy thôi, mà sau đó thì xin Chúa là Chúa ơi, thôi cho con vào xứ tốt tươi đi. Tôi nói thôi đừng nhắc nữa, đừng nói đến với ta việc này làm chi nữa. Không nhắc lại, không kỳ nèo, không mặc cả, không kèo nài nữa. Chúng ta sợ không ạ? Đôi khi chúng ta nghĩ rằng Đức Trời đứng nhân từ, ngài có thể cho rất nhiều cơ hội, cho nên chúng ta cứ kèo nài, nhưng mà sẽ có những thời điểm mà no kèo nài, không còn cơ hội kèo nài nữa. Đúng như Môi-se, tôi nghĩ lúc đấy Môi-se và Aaron chắc phải buồn lắm luôn. Vì anh chị em tưởng tượng một người mà quá vất vả vì dân sự của Đức Chúa Trời. Trong suốt 40 năm ở trong đồng vắng như vậy, dài dằng dẵng, ngày nào cũng nghe họ lầm bầm phàn nàn. Nó quá vất vả đi, hàng triệu người mà gánh vác cái trách nhiệm của hàng triệu người ở trên đời sống của mình. Nhưng mà chỉ vì một lần phạm lỗi thôi thì đã không còn cơ hội nữa. Có phải Đức Trời quá khắt khe không anh chị em? Tôi tin rằng Đức Trời thì không quá khắt khe đâu. Ngài cho rất nhiều cơ hội cho chúng ta và cả dân Israel cũng rất nhiều cơ hội. Nhưng mà có những cái lúc ấy, thì Đức Chúa Trời ngài muốn cho chúng ta biết rằng là Đức Chúa Trời ngài là đấng mà rất là đấng đoán xét nữa. Ngài là đấng công bình, ngài đấng đoán xét chứ không chỉ là ngài là đấng thương xót yêu thương. Cho nên tôi thấy ngày hôm nay có rất nhiều người hầu về Chúa cũng giỡn mặt với Chúa đấy anh chị em ạ. Nhiều lắm. Cho nên tôi nghĩ là họ nên phải học cái bài học này ấy. Đúng không ạ? Nhưng họ giỡn mặt với Chúa và họ vẫn nghĩ rằng Đức Trời đang ban phước cho họ, bởi vì phép lạ vẫn đang xảy ra. Nhưng mà cái phép lạ mà Đức Trời ngài khiến xảy ra qua cái việc Môi-se đập hòn đá đấy, nó không có gì ạ, nó không có chứng tỏ rằng là Môi-se đẹp lòng Chúa đâu. Mà chỉ là vì vinh hiển Chúa làm thôi nha. Cho nên ngày hôm nay có rất nhiều người hầu việc Chúa nghĩ mình làm con cưng á, cho nên là đã không sống một cái đời sống ngay thẳng ở trước mặt Đức Chúa Trời.
và phạm rất nhiều những tội lỗi mà không có từ bỏ con đường, thì anh chị em biết rằng sẽ đến một thời điểm mà Chúa sẽ cho họ thấy rằng là Đức Chúa Trời Ngài không giỡn mặt đâu anh chị em ạ. Kinh Thánh nói rằng là đối với những cái người mà nghĩ Đức Chúa Trời Ngài có thể qua mặt được ấy, thì Ngài không thể qua mặt được đâu. Đó là cái bản dịch, một trong các bản dịch. Trong cái bản khác thì nói rằng là đối với những kẻ mà Đức Chúa Trời sẽ tỏ mình ra nhập nhiệm đối với là những người trái nghịch, nổi loạn á. Nhưng có những cái bản dịch khác nói rằng là những người mà tưởng Đức Chúa Trời có thể qua mặt được thì Đức Chúa Trời không thể qua mặt được. Không thể qua mặt được đâu anh chị em ơi. Amen. Đối với chúng ta là thái độ người hầu việc Chúa cần phải hạ mình xuống trước mặt Chúa. Bất cứ lúc nào mà thấy mình sai rồi á, mà mình thấy nghe tiếng Chúa nói thì chúng ta ăn năn thế thôi. Chứ chúng ta không có bao biện. Amen. Không bao biện nữa. Môi-se đã chịu khổ cùng với Israel, nếu không phải vì dân Israel không vâng lời thì ở tại Kadesh-Barnea thì ông đã được vào xứ hứa. Tại sao Chúa rất giận dữ về việc đập hòn đá? Thì đây là cái lý giải này. Đây là những cái lời giải thích và việc là Môi-se đập vào hòn đá, Đức Chúa Trời rất giận dữ. Suốt Ai Cập tôi ký đoạn 17 á, thì Đức Chúa Trời nói lần đầu với Môi-se rằng hãy đập vào hòn đá để nước chảy ra cho dân sự uống. Nhưng mà lần thứ hai thì Chúa nói là không có đập vào hòn đá mà hãy nói với hòn đá thôi. Bởi vì trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 10 câu 4 á, thì chúng ta biết rằng Kinh Thánh nói rằng đá đó chính là Đấng Christ. Cái hình ảnh mà Môi-se cầm cây gậy á, đập vào hòn đá đó là hình ảnh mà Đấng Christ đã bị chịu đóng đinh trên thập tự giá một lần thôi đủ cả, đúng không ạ? Để mà nước á, hàng sống á, chảy ra cho dân sự uống. Cho nên rằng là cái việc đóng đinh, cái việc mà đập vào hòn đá là việc đại diện cho việc là ý nghĩa hình bóng của nó là Đấng Christ chịu đóng đinh ở trên thập tự giá. Amen. Em thấy cái này không sợ nó bay. Nhưng mà Môi-se lần thứ hai đã đập vào hòn đá thì Đấng Christ không thể bị đóng đinh hai lần được. Bởi cây gậy á, là nói về sự xử phạt. Trong Sam-muê-l nhì đoạn 7 câu 14 á, anh chị em cùng tôi mở ra trong Sam-muê-l nhì. Trong Sam-muê-l nhì đoạn 7 câu 14. Ta sẽ làm cha nó và nó sẽ làm con trai ta, nó phạm tội ác, ta tất xử phạt nó bằng roi. Bằng roi á, trong cái bản dịch tiếng Anh là bằng cây gậy đó anh chị em. Câu số 14 á, bản tiếng Anh đó là bằng gì ạ? With the rod, là cây gỗ, cây gậy á. Rod là cây gậy của sự sửa phạt á. Cho nên gậy đại diện cho sự sửa phạt. Ở đây Chúa nói rằng là dân Israel á, là Chúa sẽ sửa phạt dân Israel bằng roi. Cho nên rằng là Đức Chúa Giêsu chỉ bị sửa phạt một lần vì tội lỗi của con người thôi, chứ không phải là bị nhiều lần. Cho nên là việc mà đập vào hòn đá, chúng ta biết rằng Môi-se là một đấng tiên tri của Đức Chúa Trời, cho nên ông biết cái việc này, đúng không ạ? Kinh Thánh nói với chúng ta rằng là Môi-se là tiên tri á, cho nên là Môi-se biết những cái ý nghĩa, những cái điều mà Đức Chúa Trời ngày phán bảo. Giống như ngày hôm nay các mục sư biết lời của Đức Chúa Trời á, thì Môi-se biết ý nghĩa thuộc linh, biết lời của Chúa. Đấng Christ thì đã bị đánh đập vì tội lỗi của chúng ta một lần để nước hàng sống có thể tuôn chảy qua đời sống của anh chị em và tôi. Những người đang khao khát và đang héo tàn ở trong tâm linh thì được bước vào, được bước khi mà bước đi ở trong thế gian này, được uống nước, được thỏa mãn cái sự khao khát trong tâm linh của mình. Cho nên anh chị em và tôi có nhớ, chúng ta cũng nhớ và Đấng Christ nói rằng là Ngài là dòng sông, đúng không ạ? Ngài là sông sự sống. Cho nên là việc Đấng Christ bị đánh đập đó là chỉ có xảy ra một lần thôi, đóng đinh trên thập tự giá, sẽ không có xảy ra lần thứ hai. Trong Sa-ri đoạn 13 câu 7 thì nói về tiên tri Sa-ri nói về Đấng Christ sẽ bị đánh đập và bầy chiên sẽ bị tản lạc. Còn dân số ký là đoạn 20 thì nói Đức Trời Ngài hướng dẫn Môi-se rõ ràng rằng là hãy nói với hòn đá. Và đá chính là Đấng Christ, và cái hành động đập vào hòn đá lần thứ hai thì có ý nghĩa là Đấng Christ sẽ bị đóng đinh lần hai. Nhưng mà điều đó thì không thể xảy ra được. Kinh Thánh nói rằng là Roma nói rằng là Chúa Giêsu Ngài không có chết nữa, bởi vì sự chết không còn quyền trên Chúa nữa. Cho nên là Ngài đã chết một lần thôi, đúng không? Đủ cả. Môi-se thì có vấn đề về sự nóng giận. Tội lỗi được truyền xuống từ Lê-vi. Chúng ta biết là Lê-vi rất nóng giận.
Trong sáng thế ký đoạn 49 câu 5 á, thì có nói về Lê-vi là Lê-vi rất là nóng giận. Chúng ta sẽ mở lại trong sáng thế ký đoạn 4 câu 5 nha anh chị em. Ở đây là nói là lời tiên tri, tôi nhớ là lời tiên tri của Gia-cốp ấy. Lúc mà ông của Israel á, ông ngần qua đời á. 49 câu số 5. Simeon là và Lê-vi là anh em ruột thanh gương của chúng, thật là thật khí giới hung tàn. Rất là nóng giận, cho nên là giết người, rất là nóng giận đến nỗi giết người. Môi-se thừa hưởng cơn nóng giận từ tổ phụ của mình, đó là Lê-vi, đúng không ạ? Môi-se là chắc chắc của Lê-vi. Thế thì anh chị em thấy rằng là cái cơn nóng giận này nó rất là khủng khiếp. Anh em nhớ Lê-vi và Simon phạm tội nóng giận khi nào không ạ? Khi Dina là em của họ á. Tôi không nhớ là sáng thế ký đoạn 27 hay sao hay là hai mấy á, là Dina là em của Simeon và Lê-vi á, đã đi ra chơi cùng với hoàng tử Si-chem á, và sau đó thì nằm cùng hoàng tử Si-chem. Sau đó thì hoàng tử Si-chem và cha của ông ấy đến và xin cưới hỏi nàng Dina này là con của Gia-cốp á, con gái Gia-cốp á, là em của Lê-vi và Simeon á. Họ đã xin cưới hỏi nàng Dina này và họ đã chấp nhận là sẵn sàng là tất cả người nam ở trong thành Si-chem đều sẽ cắt bì hết, đúng không ạ? Theo như dân Israel là sẽ cắt bì để ở cùng, để có thể được kết hôn cùng với lại Israel, người cùng với lại nhà Israel, nhà của Gia-cốp lúc bây giờ. Nhưng mà anh chị em thấy là gì ạ? Lê-vi và Simeon đã nhân lúc mà họ bị cắt bì rất đau đớn thì giết hết luôn. Nam cũng giết, mà là người nam cũng giết, mà bò súc vật cũng giết luôn. Hai người này quá nóng giận, cho nên là cái sự nóng giận đó nó lưu truyền. Chính vì cái sự nóng giận của họ cho nên là Lê-vi và Simeon đã bị tản lạc ở trong Israel đó. Anh chị em thấy rằng là những cái gì mà chúng ta được truyền từ cha mẹ của chúng ta ấy, nhưng có những điều tốt và có những điều không tốt. Những điều tốt thì chúng ta hãy cầu nguyện Chúa để phát huy, amen. Mà những cái điều không tốt thì chúng ta cần phải công bố nhân danh Chúa, bẻ gãy, cắt đứt đi. Nếu không thì nó sẽ truyền xuống chúng ta. Anh chị em có thấy điều đó không ạ? Nếu không nó sẽ truyền xuống chúng ta. Cho nên rằng là Kinh Thánh ở trong Dân Sự Ký đoạn 12 câu số 3 thì dường như là Môi-se đã đắc thắng được. Kinh Thánh nói Môi-se người khiêm hòa nhất trên thế gian. Thì dường như là Môi-se đã đắc thắng nha anh chị em, nhưng mà sau đó thì là cái cơn nóng giận nó lại trỗi dậy. Cho nên là nếu như chúng ta mà có yếu đuối với sự nóng giận á, nổi phần ngừng lên á, thì chúng ta hãy xin Chúa giúp cho chúng ta để phát triển sự nhu mì ở trong đời sống của chúng ta nha anh chị em. Bất cứ những điều gì mà chúng ta thấy điều đó không đẹp lòng Chúa thì chúng ta cần phải cầu nguyện Chúa để phát triển những điều ngược lại. Ví dụ như nóng giận thì phải nhu mì, đúng không ạ? Tham lam thì sao ạ? Nếu chúng ta thấy chúng ta tham lam thì chúng ta cần phải cầu nguyện Chúa để ban ra nhiều vào, chống lại cái sự tham lam ở trong đời sống của chúng ta. Amen. Còn nếu mà chúng ta thấy mà mình ích kỷ á, thì chúng ta bắt đầu là cầu nguyện Chúa để giúp đỡ hết lòng, hết sức cho người khác. Thì đó là để chống lại những cái ích kỷ ở trong đời sống của chúng ta. Cầu nguyện nhưng mà bản thân mình cũng phải là hành động đáp ứng với cái điều đó nữa. Đúng không anh chị em? Có người nào mà nói là Chúa ơi thôi xin Chúa ban cho con lòng khiêm nhường nhưng mà không bao giờ chịu mở tay ra, có không ạ? Thì có chiến thắng được điều đó, không chiến thắng được lòng tham lam. Cho nên dâng hiến cũng là một trong những điều mà Đức Chúa Trời chống lại cái lòng tham lam của anh chị em và tôi nữa. Dâng hiến và ban ra anh chị em nhé. Cho nên hãy nhớ rằng là chúng ta, con người chúng ta cũng có tham lam hết xác thịt, mà tham lam dữ dội lắm. Nó nhiều cái thứ tham lam lắm. Nhưng có những người là thừa hưởng từ cha mẹ, ông bà của mình cái sự rộng rãi cũng có. Nhưng mà hầu hết là ít lắm. Con người của chúng ta là con người Adam cũ là có tham lam và ích kỷ rất nhiều. Cho nên nếu mà để chống lại những cái điều đó thì sao ạ? Giúp đỡ người khác nhiều vào. Amen. Ban ra nhiều vào để chống lại những cái sự tham lam cho chúng ta. Chống lại những cái gì mà chúng ta thấy rằng điều đó không đẹp lòng Chúa. Đúng không ạ? Và cho nên là rồi nếu mà nóng giận thì cầu nguyện Chúa để phát triển lòng nhu mì thêm lên và thực hành. Chúng ta nên cầu xin Chúa chỉ cho chúng ta những yếu đuối của mình và đắc thắng những yếu đuối đó.
Anh chị em đồng ý không ạ? À? Tôi nghĩ rằng điều này thì chúng ta cầu nguyện suốt cả đời luôn và chúng ta thực hành từ nay đến khi gặp Chúa luôn. Để những bông trái của Đức Thánh Linh bắt đầu nở rộ ra và những cái công việc của xác thịt nó phải giảm bớt. Đúng không ạ? Nếu chúng ta hay cam kết thì chúng ta xin Chúa phát triển cho chúng ta lòng yêu thương để chúng ta có, để lòng yêu thương phát triển cho chúng ta. Amen. Chống lại nha anh chị em. Nếu anh chị em không chống lại thì anh chị em chúng ta sẽ sống càng ngày càng xác thịt. Cho nên là có những điều giống như đợt trước tôi nói, tôi có từng chia sẻ với anh chị em là có đợt á, mà tôi hay bất bình nhá. Về người này người kia, ví dụ như họ là người hầu việc Chúa nhưng mà họ lại không có làm theo lời Chúa. Mình bị bất bình lắm. Và khi mà mình bất bình ấy, thì mình hay nói với anh chị em mình. Không nói ai đâu nhưng mà hay kể với người người kế bên ấy, kế bên của mình, bản thân của mình chẳng hạn. Thì Chúa nói rằng là con à, bất bình là bông trái, là công việc của xác thịt nha con. Tôi giật mình luôn, xong rồi tôi tra lại. Tôi tra lại trong Corinto, Chúa nói rằng là gì ạ? À, công việc của xác thịt là rõ ràng lắm, nào thì gian dâm, mô uế, lung thường, thần tượng, phù phép, thủ án, tranh đấu, vân vân. Cái lệnh bất bình, thấy không? Chúa nói là con không có bất bình được, hãy cứ giao cho ta đi, đừng có bất bình cái gì hết. Chúng ta sống ở trong một thế giới họ không hoàn hảo nha anh chị em, cho nên là cái việc mà người ta làm theo cái điều, người ta không làm theo ý Đức Chúa Trời, lời Đức Chúa Trời là điều quá nhiều luôn. Đúng không ạ? Kể cả trong nhà Chúa và những người không, những người trong nhà của Đức Chúa Trời và hoặc là lãnh đạo không kính sợ Chúa, họ vẫn làm điều đó đầy. Vì thế giới này cũng quá nhiều những cái gian ác, còn phần chúng ta là không được bất bình thế thôi. Hãy dâng điều đó cho Chúa, amen. Hãy để thời điểm rồi hãy nhìn, vì Chúa nói rằng hãy nhìn, bởi vì Đức Giê-hô-va là đấng báo thù, Ngài sẽ là đấng sửa dạy, Ngài sẽ là đấng sửa trị. Nếu người nào ăn năn thì Chúa sẽ sửa dạy họ. Người nào mà không ăn năn thì Đức Chúa Trời nói rằng Ngài sẽ mài gươm sẵn anh chị em ạ. Cho nên phần của mình là không bất bình cái gì hết. Bất bình là điều đó là xác thịt rồi. Điều đó là công việc của xác thịt rồi. Cho nên là đấy, Chúa nói thẳng luôn. Mình cũng giật mình luôn. Mình nói Chúa ơi, con học thuộc cái câu này rõ lắm. Nhưng mà con chưa bao giờ con định nghĩ rằng là cái điều này nó lại xảy ra với con. Là con là bất bình. Cho nên anh chị em mà có những cái lúc ấy, mình học thuộc lâu lâu lời của Chúa. Nhưng mà mình không biết mình đâu. Cho đến khi Thánh Linh bày tỏ. Thế cho nên trong cái câu này mới nói rằng chúng ta phải cầu xin Chúa chỉ cho chúng ta. Có những lúc người khác chỉ cho mình ấy, thì mình không bao giờ nghe đâu anh chị em ạ. Đúng không ạ? Ở đây anh em đồng ý với tôi không ạ? Người khác chỉ cho mình ấy, nó không ăn thua đâu. Mình không nghe, chỉ có khi nào Chúa chỉ cho chúng ta thôi, thì chúng ta mới nghe. Anh chị em đồng ý không ạ? Tôi thấy có nhiều khi mà chỉ cho người khác, không bao giờ họ nghe, nhưng mà đến thời điểm Chúa chỉ họ mới nghe. Cho nên là chúng ta có thể góp ý, nhưng mà nếu họ không nghe thì thôi. Hãy dâng cho Chúa để mà Chúa chỉ cho họ. Amen. Và bản thân chúng ta cũng như vậy. Người khác nói được thì chúng ta không nghe. Nhưng mà chúng ta cần phải cầu nguyện Chúa. Chúa ơi, có đúng hay không? Cho nên tôi hay thường hướng dẫn anh chị em. Có rất là nhiều anh chị em hay có những cái sự buồn lòng về việc này, việc kia. Thì tôi hay thường hướng dẫn các cơ đốc nhân non trẻ hơn là khi mà người khác mà nói gì về mình ấy, thì mình phải cầu nguyện. Mình phải hỏi Chúa xem Chúa ơi, người ta nói về con có đúng hay không? Mình phải cầu nguyện thật lòng á. Chúa ơi, cái điều đó, cái người đấy nói về con là có đúng hay không hả Chúa? Nếu mà Chúa nói đúng rồi đó con à, cái điều đó con phải thay đổi đi. Thì đúng rồi, ăn năn thôi và thay đổi thôi. Chúa ơi, giúp đỡ con. Xin tha thứ cho con vì con đã không biết và hoặc là con không làm. Bây giờ con biết rồi và xin Chúa thay đổi con. Nhưng mà nếu mà Chúa nói rằng không con à, những người đó nói cái điều đó chỉ vì họ gì à, họ ghen tức với con này. Hoặc là những người đó nói những điều đó chỉ vì là họ cái đời sống của họ không có ngay thẳng ở trước mặt Chúa, cho nên là họ mới nói thôi, vì họ muốn dằn mặt mình ấy, họ muốn xả cái cơn tức ấy, anh chị em có nhiều kiểu lắm. Cho thì lúc đó thì mình sẽ biết và Chúa sẽ nói cho mình để Chúa bênh vực mình, và mình sẽ cầu nguyện với Chúa là xin Chúa Ngài thương xót người đó và tha thứ cho người đó. Cho nên rằng là khi mà người khác nói về cái gì về mình nhá, thì luôn luôn phải cầu nguyện hai điều như vậy anh chị em ạ. Tôi luôn luôn tôi thấy là mình nên làm như vậy. Bởi vì cũng có những người này người khác nói về mình không bao giờ nghe đâu. Không bao giờ tiếp thu á. Điều đó thì cực thật sự tệ lắm. Bởi vì nó sẽ không cho chúng ta, nó sẽ khiến cho chúng ta không phát triển được anh chị em ạ. Anh chị em đồng ý với tôi không ạ? Anh chị em sẽ không bao giờ phát triển được nếu anh chị em không thật sự xem xét vấn đề. Nếu mà không bao giờ phát triển được cái đời sống bông trái á. Nếu anh chị em không thật sự nhìn nhận về mình.
Cho nên là khi mà lời Chúa được giảng ra, hoặc là khi mà người nào đó nói gì về mình á, mà nó khiến cho mình cảm thấy là điều đó là mình cần phải cầu nguyện đưa đến Chúa, thì chúng ta hãy đưa đến với Chúa. Anh chị em có thường làm như vậy không ạ? Hay là có nhiều người tôi thấy ai nói gì không bao giờ nghe hết. Chỉ có Chúa tôi mới nghe thôi. Tôi thấy có ngày xưa, ngày trước là tôi thấy có một số các cái cô lớn tuổi á, các cô lớn tuổi trong hội thánh á, có vài cô ở trong trường hợp vậy, chỉ có Chúa nói tôi mới nghe thôi cả. Không ai nói tôi nghe, kể cả mục sư tôi còn chẳng thèm nghe lại còn. Là họ nói như vậy luôn á. Nhưng mà điều đó không đẹp lòng Chúa đâu anh chị em ạ. Amen không ạ? Anh chị em hãy tập cái một cái tấm lòng khiêm nhường. Có thể lúc đó anh chị em không có đáp ứng, nhưng mà về nhà anh chị em hãy cầu nguyện thật lòng với Chúa. Tại vì có những lúc người ta muốn góp ý tốt cho mình thôi, đúng không ạ? Không phải là tất cả mọi người đều có ý tệ đâu anh chị em. Không kể phải mọi người đều muốn ghét mình, là muốn nói mình đâu. Có những lúc người ta muốn ý tốt cho mình thôi, mà mình lại không biết, mình lại chống lại, thì điều đó là, thì điều đó nó không khiến cho mình không phát triển được. Rồi hôm nay chúng ta học đến 9 rưỡi rồi. Có ai muốn nói gì không? Chúng ta đã hết bài hôm nay về Môi-se rồi, về biến cố thứ tư và thứ năm ở tại đồng vắng, ở tại Carabania chứ ạ? Ở tại Carabania đó là việc Môi-se nổi giận đập vào ngón đá và phía Đức Trời Ngài phán xét Môi-se và Aaron rằng họ không được vào xứ hứa, họ sẽ chết ở trong đồng vắng. Thì anh chị em ơi, đây là một cái bài học thôi nhá. Về trên thực tế thì chúng ta biết rằng là Môi-se là một trong hai người mà chúng ta vừa mới đọc trong Giu-đê là sẽ là đã gặp Chúa Giê-su ở trên núi hóa hình, và họ cũng sẽ là một trong hai người sẽ sống lại trong thời kỳ cuối cùng và trước ngày của Chúa trở lại, đó là vào 3 năm rưỡi đại nạn á, họ sẽ sống lại và họ sẽ làm chứng ở tại thành Jerusalem nhé anh chị em. Và đó lý do tại sao chúng ta vừa đọc Giu-đê á, đó là thiên sứ Mi-ca-ên cất xác của Môi-se, giữ xác của Môi-se. Và tôi tin rằng là Kinh Thánh không nói thêm về điều này, chỉ nói là thiên sứ Mi-ca-ên á đã cất xác của Môi-se. Và tôi tin rằng là cho cái sự sống lại trong ngày sau rốt, bởi vì khi mà họ nói tiên tri, hai người này nói tiên tri ở tại thành Jerusalem, ở trong Khải Huyền đoạn 11 á, sau trong 3 năm rưỡi á, thì họ đã bị Satan đã bị Antichrist giết á, và họ thầy của họ nằm trên đường, anh chị em biết là họ sẽ Chúa đã giữ xác của họ, là tôi tin rằng là họ sẽ sống lại trong cái thời kỳ cuối cùng á, để mà giao truyền phúc âm cho thành Jerusalem trước ngày Chúa Giêsu trở lại. Thế nên ý ở đây tôi muốn nói rằng là Đức Chúa Trời Ngài dùng cái bài học này á, để Ngài dạy dỗ chúng ta về cái nguyên tắc, về tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời dành cho những người lãnh đạo. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là Môi-se không vào xứ hứa và không núi Si-ôn thuộc linh nha anh chị em. Anh em hiểu ý tôi trình bày không ạ? Có nghĩa rằng là họ phải là một tấm gương. Tôi tin rằng là họ phải là những tấm gương để cảnh báo cho chúng ta, cho những người hầu việc Chúa, cho những người lãnh đạo về thái độ của Đức Chúa Trời trong cái việc mà những người lãnh đạo, những cái tiêu chuẩn mà Đức Chúa Trời Ngài yêu cầu ở nơi người lãnh đạo. Đấy, yêu cầu Ngài muốn một cái sự vâng phục trọn vẹn ở trong đời sống của những người hầu việc Đức Chúa Trời. Tuy nhiên rằng là về mặt thuộc linh ấy, thì Môi-se vẫn là một trong những người vĩ đại nhất ở trong mọi thời đại, và tôi tin rằng là một trong những cái người mà có một cái tầm ảnh hưởng cực kỳ lớn ở trên thiên đàng. Nếu anh chị em đọc ở trong Khải Huyền đoạn 11 á, thì anh chị em có thể thấy được rằng Kinh Thánh nói rằng là Môi-se, hai người nhân chứng đó là những người mà đứng trước Chúa của cả đất á, có nghĩa là Chúa Giê-su của chúng ta. Họ đã đứng gặp Chúa trên núi hóa hình khi mà Chúa đưa Gia-cơ, Giăng và Phi-e-rơ lên núi hóa hình cùng với Ngài á, là Môi-se và Ê-li hiện đến với Chúa Giê-su ở trên núi hóa hình á. Cho nên Kinh Thánh ở trong Khải Huyền đoạn 11 còn nói rằng là họ là những người đứng ở trước mặt Chúa của cả đất. Có nghĩa là ý tôi đang muốn nói ở đây là cái địa vị của họ rất là lớn, rất là cao trọng. Địa vị của Môi-se rất là cao trọng ở trên thiên đàng. Nhưng mà ở trong cái cuộc hành trình này thì Đức Chúa Trời Ngài muốn dùng cái tấm gương này, Ngài muốn dùng cái câu chuyện này
để cho chúng ta hiểu về thái độ của Đức Chúa Trời như thế nào đối với những người lãnh đạo, đối với những người mà đứng ở trong cái cương vị lãnh đạo của Đức Chúa Trời Ngài cần có một cái tiêu chuẩn như thế nào dành cho những người lãnh đạo. Đó là lý do tại sao mà Môi-se đã phải làm gương như vậy, và chúng sẽ không cho Môi-se vào sứ hướng ở trong trên đất này á, anh chị em. Anh chị em hiểu ý tôi như vậy. Nhưng mà con cõi đời đời thì ông là một trong những người rất vĩ đại của Đức Chúa Trời nha anh chị em. Amen. Vì cho nên rằng là có nhiều người thì nghĩ rằng là Môi-se và A-rôn thì bị bỏ rồi. Không phải đâu nha anh chị em. Kinh Thánh nói ở trong Khải Huyền 11 á, là Kinh Thánh nói rằng là hai người làm chứng đấy, tức là cây hai cây olive và chân đèn đứng trước mặt Chúa của cả thế gian. Kinh Thánh nói rằng là không phải tất cả mọi người đều được đứng trước mặt Chúa đâu anh chị em ạ. Chỉ có những gì có những thiên sứ, thì này nói rằng là các thiên sứ của các em nhỏ tin Chúa Giêsu ấy sẽ được đứng ở trước mặt Chúa, Đức Chúa Trời. Điều đó cho thấy rằng là không phải tất cả mọi người đều được đứng ở trước mặt Chúa đâu nha anh chị em. Có người sẽ hiện diện ở trước mặt Chúa, nhưng có những người sẽ ở rất vùng rất xa, giống như xa xôi hẻo lánh nhá. Mục sư Brian là cái người viết cái cuốn Hành Trình Israel này đã lên thiên đàng rất nhiều lần và thường xuyên đã gặp thiên sứ, và ông nói rằng là trên thiên đàng á, ông đã lên thiên đàng và nhiều lần rồi, Chúa đã cho ông lên thiên đàng nhiều lần, và ông kể là cái ở trên thiên đàng có rất là nhiều cái plane, là các cái tầng á vân hiển khác nhau. Không phải tất cả mọi người đều được lên những cái tầng vân hiển cao hơn, có những người sẽ bị giới hạn ở những cái vùng rất là xa. Và giống như là ở ngoài thành nhé, chứ không được ở trung tâm núi Sion. Thì anh chị em cũng có thể thấy được rằng là ở trong cái cuộc hành trình này ấy, khi mà anh chị em xem lại cái lịch sử của dân Israel, khi mà họ được đưa lên núi Sion, là chỉ có chi phái Lê-vi mới ở trên núi Sion thôi nha anh chị em. Phần lớn là Lê-vi ở trên núi Sion, là ở trên Jerusalem á. Và em là cứ mở cửa đấy, khi đó chị đóng. Và nhà của David thôi anh chị em ạ. Đúng không ạ? Có phải ai cũng ở gần vua đâu, chỉ có thân cận với vua thì mới ở gần vua thôi. Cho nên tôi hay nói chơi với anh chị em là nhiều anh chị em tôi đông nhân, là tôi nói là anh chị em phải bớt ảo tưởng đi. Là ở trên đất này mà mình không gần Chúa thì lên thiên đàng mình cũng không gần Chúa đâu. Cho nên đừng có ảo tưởng. Phải bớt cái ảo tưởng lại. Trên đất này phải dành thời gian gần với Chúa đi. Không muốn hy sinh thời gian với Chúa, không muốn gần gũi với Chúa, mà trên thiên đàng này cứ muốn ở gần chỗ Chúa nhất, ngồi gần ngay Chúa nhất, thì đó là khó đấy. Đúng không ạ? Cái mối quan hệ của chúng ta được thiết lập với Chúa Giêsu là ngay trên đất này trước, sau đó mới lên thiên đàng, đúng không ạ? Dĩ nhiên là có thể là tất cả mọi người tin Chúa Giêsu đều được cứu lên thiên đàng, tất cả mọi người ăn năn tội thật đấy, thật sự tin Chúa Giêsu mà thật sự ăn năn tội thì được lên thiên đàng thôi. Nhưng mà không phải tất cả mọi người đều được ở gần Chúa Giêsu nha anh chị em ạ. Ở trên đất này chúng ta gần Chúa Giêsu thế nào thì chúng ta mới phát triển mối quan hệ, mới lên trên thiên đàng mới gần được. Và từ ở đây xa cách quá mà sao tự nhiên gần làm sao được, đúng không ạ? Đúng không ạ? Anh chị em thấy không ạ? Cho nên là nó là một cái sự thật đó. Chúng ta gần ở trên đất này, cho nên đó là lý do tại sao Môi-se đứng trước Chúa của cả đất là như vậy. Bởi vì ông luôn luôn gần với Chúa, lúc nào ông cũng gần nhất với Chúa Giêsu. Ngày ông nào cũng gần nhất với Đức Chúa Trời, ông luôn luôn đề gần với Chúa, luôn luôn gặp gỡ Chúa và nói chuyện trò chuyện trực tiếp với Đức Chúa Trời. Nên thậm chí Aaron cũng không có mối quan hệ gần gũi với Đức Trời giống như Môi-se nữa. Cho nên là Kinh Thánh mới nói rằng là Môi-se là người đứng trước Chúa của cả đất chứ không phải Aaron, đúng không ạ? Dù Aaron là chức thầy tế lễ được đến gần để là người cai quản dân Israel, là người đến gần để dâng các của tế lễ thay cho gia đình của ông và cho dân sự dân toàn bộ dân Israel. Nhưng mà cái mối quan hệ là Kinh Thánh không có nói gì với Aaron ở trên thiên đàng cả, mối quan hệ trên thiên đàng cả. Nhưng mà Kinh Thánh lại nói về Môi-se là người đứng trước Chúa của cả đất. Mà cả ở trên đất này ông cũng ở gần Chúa. Khi Chúa Giêsu đến ông cũng ở gần Chúa Giêsu, ông cũng đến gặp Chúa Giêsu và Eli ở trên núi hóa hình. Cho nên rằng là sau này trên thiên đàng á, Kinh Thánh cũng có nói trong đoạn 11 rằng là ông đứng trước mặt Chúa của cả trái đất anh chị em ạ. À. Amen không ạ? À? Cho nên là chúng ta thấy được rõ ràng rằng là chúng ta cần phải muốn á, nếu anh chị em muốn gần Sion ở trên thiên đàng á thì đây trên đất này đi. Anh chị em và tôi học cách gần gũi với Chúa. Amen. Thì sau này lúc mà chúng ta lên thiên đàng anh chị em và chúng ta cũng sẽ gần gũi với Chúa. Còn nếu bây giờ chúng ta không có học cái mối quan hệ của chúng ta phát triển gần gũi với Chúa mỗi một ngày, tương giao với Chúa, cầu nguyện với Chúa. Có thể là anh chị em làm việc hoặc nấu ăn nhưng mà tâm linh của anh chị em hướng lên với Chúa, anh chị em cầu nguyện cho những vấn đề mà Đức Chúa Trời Ngài đặt để trong lòng chúng ta.
Có quá nhiều công việc của Đức Chúa Trời, quá nhiều những điều mà Đức Chúa Trời muốn hoàn thành. Trước cái ngày Giê-xu tái lâm, Đức Chúa Trời ngài muốn hoàn thành qua đời sống của chúng ta. Thì đó là lý do tại sao ngài muốn đặt để những công tác của ngài trên đời sống của chúng ta, để chúng ta cưu mang cầu nguyện. Và những công tác đó sau những sự cầu nguyện thì nó bắt đầu nó hình thành, nó lên, nó tạo nên những cái công việc mà được thành cho Đức Chúa Trời, cái kết quả dành cho cõi đời đời, anh chị em ạ. Đó lý do tại sao mà Chúa muốn chúng ta gần với Chúa, anh em ơi. Nên là hãy phát triển cái mối quan hệ chúng ta bây giờ đến gần với Chúa. À, cho nên là lý do tại sao mà Abraham được gọi là bản thân của Chúa. Kinh Thánh nói rằng là Chúa không bao giờ, trong Ô-xê thì phải, lời Chúa nói rằng Chúa không bao giờ làm cái việc gì nếu như ngài không phán trước với các đấng tiên tri của ngài, với bạn hữu của ngài là các đấng tiên tri. Cho nên là việc mà Đức Chúa Trời ngài hủy diệt Sodom và Gomorrah, ngài cũng nói trước với Abraham là bạn của ngài, đúng không ạ? Cho nên anh chị em ơi, hãy là bạn của Chúa ngay trong cái đất này đi. Hãy tương giao với Chúa qua cái điều gì? Qua lời của Đức Chúa Trời. Tương giao với ngài qua lời của ngài. Tại sao tương giao với lời của qua lời của ngài? Khi mà anh chị em đọc lời của đó, anh chị em xin Thánh Linh của Chúa dẫn dắt, thì Thánh Linh của Chúa trò chuyện với chúng ta qua lời của ngài, ngài dạy dỗ chúng ta, ngài cắt tỉa chúng ta, ngài cho chúng ta biết các nguyên tắc của ngài, ngài biết cho chúng ta biết những cái phẩm tánh của Đức Chúa Trời, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta hiểu biết về ngài nhiều hơn, và cứ như thế thì mối quan hệ chúng ta gần gũi với Chúa hơn, chúng ta biết lời Chúa hơn, chúng ta vâng theo những cái nguyên tắc đó, đúng không ạ? Cho nên là tôi cũng thấy mỗi lần khi mà đọc Kinh Thánh á, tôi cảm thấy tôi rất gần Chúa, tôi rất thích đọc lời của Chúa, là để mỗi một buổi sáng tôi rất là thích đến gần với Chúa, vì mỗi một lần như vậy thì Thánh Linh Chúa phán trực tiếp với mình nói chuyện với Chúa qua lời của Chúa, ngài dùng lời của ngài trong sự soi sáng của Chúa để dạy cho mình về các phẩm tánh của Chúa, đúng không ạ? Đấy, nhiều hôm trước tôi chia sẻ trong nhóm Chúa Nhật, tôi cũng nói rằng là một trong những cái cách để biết được bản tánh của Đức Chúa Trời nhiều nhất, dễ nhất, đó là qua các đấng tiên tri. Mỗi một đấng tiên tri đều bày tỏ những cái khía cạnh khác nhau của Đức Chúa Trời. Chúng ta biết được ngài, và dĩ nhiên Chúa Giêsu là tổng là ngài là hình ảnh của bổn thể Đức Chúa Trời rồi, là một đấng mà tuyệt vời nhất, mà mọi điều chúng ta nhìn thấy về ngài là nhìn thấy về Đức Chúa Trời rồi. Thế cho nên rằng là trong tất cả mọi việc, khi mà đánh giá sự việc, chúng ta đều phải soi mình vào trong cái cách mà Chúa Giêsu ngài hành động, ngài làm, chúng ta xem là ngài làm như thế nào, ngài cư xử như thế nào. Tôi cũng có một lần thì tôi có tiếp xúc với một người học về Chúa, và cái người này thì có vẻ là hơi nổi tiếng một chút, anh chị em ạ, và là một người lãnh đạo thuộc linh á. Thì tôi thấy là người này hầu như là khi mà mình chào họ ấy, họ không muốn nói chuyện với mình luôn, và mình rất lễ phép nha anh chị em. Và sau đó thì tôi thấy điều đó rất là lạ, tôi nói rằng là người này đang rơi vào cái một cái sự lừa dối của cái linh tôn giáo. Cho nên rằng là chỉ có linh tôn giáo nó mới làm điều đó thôi. Nó mới khiến cho người này nghĩ rằng mình là somebody, mình là ai đó cao lắm, người khác không bao giờ với tới được. Cho nên là mặc dù mình rất là lễ phép, mình chào hỏi này kia, nhưng mà người đó không thèm trả lời luôn, coi thường. Lãnh đạo thuộc linh nha anh chị em, đúng không ạ? Thực ra mình cũng không phải là ai cả, nhưng mà mình cũng là một người hầu việc Chúa, đúng không ạ? Nhưng mà mình cũng nghĩ rằng là nếu mà dù có người đó, mà nếu mà mình có thấy là một tín đồ họ chào, thì cũng nên chào hỏi lại, và một cái cách, một cái chân tình để mà nói chuyện, chứ không phải là giống như tỏ thái độ. Thì điều đó cho thấy rằng người đó không giống Chúa Giêsu. Tất cả mọi điều là mình soi lại xem là Chúa Giêsu có thế không ạ? Chúa Giêsu không thế anh chị em ạ. Người đàn bà tà dâm mà Chúa cũng đến gần, và Chúa nói rằng là con đừng phạm tội nữa, đúng không ạ? Người đàn bà mất huyết là cái người mà có thể nói là ô uế, Chúa nói rằng là gì? Là gì à? Đức tin con đã chữa lành cho con. Những người phung mà Chúa đến, Chúa cũng giờ vào, trong khi những người Pharisee không giờ. Cho nên là rất nhiều linh Pharisee ngày hôm nay trong những lãnh đạo tôn giáo, nhưng chị em đừng có bị bất phạm nhé. Thế nên anh chị em là những người đó đang bị cầm buộc bởi những tà linh của tôn giáo đó. Những người đó không cần phải cầu nguyện để được giải cứu đó. Cần phải Đức Chúa Trời ngày hành động đó. Và tôi biết rằng Đức Chúa Trời sẽ hành động. Cho nên là anh chị em đừng có lo khi mình cầu nguyện á, Chúa sẽ hành động. Cho nên là mình cứ biết rằng là Đức Chúa Trời của mình ngày không chịu khinh rẻ đâu. Tất cả những cái gì mà không giống như Chúa Giêsu đều phải loại bỏ ra những khỏi những cái chiếc bình giống như chúng ta, của chúng ta. Amen. Trong trường đấng Christ luôn luôn học về chủ đề chiếc bình. Tất cả những gì không giống như Chúa Giêsu phải loại bỏ ra khỏi đời sống chúng ta anh chị em ạ. À. Dù chúng ta có là giáo hoàng đi chăng nữa, hay là ai đi chăng nữa,
những điều không thuộc về đấng Christ nếu không được loại bỏ khỏi đời sống của chúng ta thì sẽ đến thời điểm là nó chúng ta không có phần gì trên thiên đàng đâu. Amen. Vì không giống với Chúa Giêsu. Chúa Giêsu có như vậy không ạ? À? Không. Chúa Giêsu không vậy đâu anh chị em ạ. À. Ngài đến với những con người thấp kém nhất ở trong xã hội này. Ngài yêu thương cả những con người không xứng đáng, những người nghèo, những người bệnh tật, những người bị hủi, bị cùi, Ngài đến Ngài chữa lành những người bị quỷ ám. Thậm chí những người chết mà phải nói là thối như Lazaro rồi mà Chúa vẫn còn kêu là sống lại. Đúng không ạ? À? Chúa không có phải giống như những người đó anh chị em ạ. À. Cho nên họ đang bị lầm tưởng á. Họ đang bị tà linh tôn giáo trói buộc. Họ tưởng mình là somebody, là ai đó. Càng là những người gần Chúa Giêsu hơn, càng phải giống Chúa Giêsu hơn anh chị em ạ. À. Cho nên anh chị em sau này á, dù anh chị em có làm mục sư của hàng ngàn người chứ, hàng triệu người đi chăng nữa, là lãnh đạo của 1.000 hội thánh, 2.000 hội thánh, tôi không biết, nhưng anh chị em ngày nào á mà anh chị em tưởng mình là somebody rồi thì anh chị em đang đi xuống rồi đó, đang đi và đang đi xuống rất sâu rồi đó. Đi theo con đường của Satan rồi đó, chứ không phải đi theo con đường của Chúa Giêsu. Càng lớn bao nhiêu, càng phải giống như Chúa Giêsu bấy nhiêu, trong sự khiêm nhường, trong sự nhịn nhục, trong sự chịu khổ, trong sự yêu thương anh chị em của mình. Còn nếu chưa có được thì chỉ có ăn năn thôi, chứ không phải là điều đó là điều hãnh diện đâu nha. Có nhiều người tưởng điều đó là điều hãnh diện, không phải hãnh diện, về những cái điều đó sai chật đấy anh chị em ạ. Điều đó là sai, không phải đúng, cho nên không có gì phải hãnh diện cả. Đó là những cái yếu đuối bất toàn của mình. Nếu như mình đôi khi mình mệt quá, mình không muốn trả lời ai đó, gọi điện mình không muốn nghe, mình mệt quá rồi, thì đó là cái điều đó là mình phải nói với người ta rồi, thôi tôi mệt quá, lúc khác tôi nói chuyện đi. Hay là giống như tôi mệt quá anh chị em ơi, tôi xin lỗi nha, tôi mệt quá. Chứ không phải là mình làm một cái kênh kiệu lên mà mình không thèm nói chuyện với người khác anh chị em ạ. Không phải như vậy nha. Càng giống như Chúa Giêsu hơn, càng giống như Đức Chúa Cha hơn, càng phải yêu thương, nhịn nhục, khiêm nhường hơn, càng cần phải coi trọng những linh hồn hơn, vì một linh hồn còn quý hơn cả thế gian này cơ mà. Amen. Cho nên vì chúng ta, thái độ chúng ta mà một linh hồn bị vấp phạm, và chúng ta phải cẩn thận luôn á. Chúng ta phải cẩn thận ở trước mặt Chúa, không phải đơn giản đâu. Vì Chúa nói một linh hồn quý hơn thế gian. Chúa đã hy sinh vì một linh hồn đó, Chúa đổ huyết vì một linh hồn đó, cho nên mình đừng bao giờ làm vấp phạm người của Chúa yêu dấu nha anh chị em. Amen. Dù người đó có thế nào đi chăng nữa, chúng ta cũng hãy trân trọng. Cho nên có nhiều người con cái Chúa ngày hôm nay họ bị lầm tưởng, hoặc là họ không được dạy dỗ, hoặc là họ không biết lời Chúa một cách cẩn trọng. Nhưng mà anh chị em và tôi á, chúng ta đã được học rồi. Đức Chúa Trời Ngài yêu dân sự của Ngài lắm. Kể cả họ nổi loạn như vậy, nhưng mà khi Môi-se nói như vậy á, Môi-se nhức móc họ á, thì điều đó không đẹp lòng Chúa. Amen. Bởi vì Môi-se không có quyền đó, chỉ có một mình Chúa mới có quyền thôi anh chị em ạ. Amen không ạ? À? Cho nên chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời của chúng ta, Ngài rất là thẳng thắn, Ngài yêu thương, nhưng mà Ngài rất là thẳng thắn, Ngài rất là công chính nha anh chị em. Chúng ta thấy là kính sợ Ngài trong những điều này anh chị em ạ. À, trong cái bản tánh của Ngài nhé. Chúng ta không thể thỏa hiệp được cái gì đâu, chúng ta chỉ có hạ lòng xuống Chúa ơi xin giúp đỡ con mà thôi. Amen. Chứ Chúa không có phải là ôi, giống như hôm trước tôi nói là có nhiều mục sư nói rằng là tôi không cần phải chơi theo luật, tôi là con cưng rồi. Nhưng mà trong trường đường Christ, mục sư Clarendon nói rằng là anh chị em, mà tôi nói cho anh chị em biết, anh chị em phải chơi theo luật. Không có ai ngoại trừ cả. Môi-se không ngoại trừ, đừng có nói chơi theo, tôi không chơi theo luật, đúng không ạ? Môi-se cũng phải chơi theo luật luôn. Không chơi theo luật thì ở ngoài sư hứa, không có vào trong sư hứa gì hết. Không phải ai cũng phải chơi theo luật hết. Luật là Chúa đề ra rồi. Có điều là yếu đuối, là xin Chúa giúp đỡ, là xin Chúa thương xót thế thôi anh chị em ạ. Ôi giời, hôm nay có em Minh nữa cơ à? Minh Minh là chắc là một năm rồi mới thấy Minh trở lại trong cái lớp học. Đâu rồi Minh, đâu rồi? Hello, ai đây hả Minh? À, bạn gì nhỉ? Bạn Quốc à? Quốc Seoul à? Hello Quốc. À, chưa bật cam Minh à? Cứ chưa bật mic Minh ơi. Em Minh là học viên của SOC khóa 6, nhưng mà em Minh là một năm mới lên học một lần. Quốc nghiên cứu trước đi nha, để khóa này đi học cho hiệu quả nha. Bạn Quốc đăng ký khóa SOC khóa 10 này, khóa 9 này trong Sài Gòn. Rồi bây giờ chúng ta cầu nguyện nhé. Anh chị em có ý kiến gì không ạ? À? Có ai muốn nói cái gì không? Bày tỏ tấm lòng mình trước khi chúng ta chia tay không? Xin hãy nói đi. Cô Như là mới vào nhưng mà thấy cười nãy giờ. Cô Như có muốn nói gì không? Cảm ơn Chúa.
vì Chúa cho là khỏi lòng quá thì cho nên nó chỉ biết bật cười thôi chứ biết nói sao giờ, thấy là khỏi lòng. Hôm nay ăn được món ăn Phục Linh rất là tuyệt vời. Cảm ơn Chúa, cảm ơn cô rất là nhiều. Hẹn gặp lại. Vâng, hẹn cảm ơn Linh gặp lại. Dạ. Chú Văn Phương Trọng Như và cô Thi Rina, cô ca. Là đầu tiên gặp gỡ. Hallelujah. Bây giờ thì có ai muốn nói gì không? Có ai muốn bày tỏ tấm lòng gì không? Dạ dạ chị, dạ dạ. Xin mời em Thiền. Dạ, tức là hồi em thì có, tức là hồi nãy chị nói là có hai điều khi mà người khác mà nói, tức là nói giờ cho mình á, tức là tức là chị nói, tức là giờ gió cho giờ em, tức là gọi là góp ý hay là gì đó chị ạ? Ừ, okay. Tùy chờ dặm không chị. Ý là em muốn chị nói lại hả? Ê, Thiện muốn chị nói lại hay sao? Chị chưa nghe lo câu nói, câu hỏi của em. Dạ dạ, tức là chị nói về cái lúc mà chị nói là chị nói về chị nói là để cầu nguyện cho những người mà chưa biết á, những cơn đốc nhân á. Hồi nãy em có nghe chị nói cái hai này. Nhưng mà vẫn chưa hiểu cái câu hỏi của em, chị chưa nắm được cái câu hỏi toàn bộ cái câu hỏi của em thử nói lại một lần từ đầu xem nào. Dạ, ý em nói là tức là khi người, tức là người khác có ý á, thì mình trình dâng cái điều này lên cho Chúa. Dạ, tức đúng rồi, em muốn hỏi chị cái vấn đề đó chị, tức là tại không phải á, tại do là không, tức là tại cũng có mỗi người á thì góp ý là có cái động cơ mỗi người mỗi khác á, nên em cũng muốn hỏi chị cái này. Thì đúng rồi, khi mà người ta góp ý với mình ấy, thì nó sẽ có hai trường hợp. Một là người ta có ý tốt với mình, là người ta thấy được những cái gì mà mình cần phải thay đổi á, người ta góp ý với mình. Thứ hai á, là người ta đôi khi người ta không phải là người ta muốn tốt cho mình đâu, mà người ta thực ra người ta chỉ muốn chê bai mình thôi. Hoặc người ta muốn chỉ đáp ứng cái ví dụ như là cái lòng ganh tị cái gì đó của người ta với mình thôi. Hoặc là những cái gì đó mà người ta muốn nói xấu về mình thôi. Người ta muốn nói xấu mình chứ không phải là người ta thật sự muốn góp ý với mình. Thì đó có hai trường hợp đó. Cho nên rằng là khi á, đôi khi những anh chị em á, bị phải mắc phải cái trường hợp này á, khi anh chị em nghe những cái lời mà góp ý á, từ người khác á, hay là những cái lời nói từ người khác á, anh chị em không cầu nguyện Chúa để cho biết được là cái động cơ của cái người mà góp ý là cái gì, mà anh chị em lại dễ bị buồn giận á, bị tổn thương á. Anh Thiền hiểu không ạ? Bị tổn thương á. Đôi khi thì người ta không phải là góp ý với mình về là để tốt cho mình đâu, mà thực ra thì người ta chỉ muốn dằn mặt mình thôi. Người ta chỉ muốn làm sao mà thỏa cái công tức của người ta mà dằn mặt mình và ghen ghét mình thôi. Và điều đó mình không hiểu cái động cơ của họ, mình lại buồn. Đó là lý do tại sao mình đừng vội buồn. Mình phải đem đến trước mặt Chúa, mình phải hỏi Chúa là Chúa ơi, cái ý của người này á, nó góp ý cho con á, điều đó tốt cho con, hay là chỉ vì cái động cơ ở phía sau của người đó thôi, là người đó ghen tị, người đó nóng giận, người đó cay đắng, người đó tổn thương, người đó có những cái nhìn hạn hẹp, hay là như thế nào đó. Thì mình hỏi Chúa rồi Chúa sẽ cho mình biết, đúng không ạ? Nếu như Chúa cho mình biết rằng con ơi, người đó chỉ muốn tốt cho con thôi đó, con thay đổi đi, thì mình thay đổi thôi, mình có Chúa giúp đỡ cho con để thay đổi. Nhưng mà Chúa nói rằng không con à, cái người đó ví dụ như có những cái nhìn hạn hẹp, hoặc là người đó có sự ghen tị với con chẳng hạn, hoặc là có những cái gì đó mà người ta không ưa con chẳng hạn, họ vẫn còn xác thịt chẳng hạn, thì thôi lúc đấy mình phải làm gì ạ? Mình không lắng nghe những cái lời đó mà mình cầu nguyện xin Chúa chúc phước cho người đó nhận biết Ngài. Amen. Tôi cũng có gặp những cái trường hợp như này, có những người mà họ góp ý với tôi á. Họ nói với tôi thực chất ra là dựa trên cái sự thiếu hiểu biết của họ mà thôi. Có những vấn đề họ không biết, nhưng mà họ lại cứ cố là họ nghĩ là họ biết, họ góp ý với mình. Nhưng thực chất là họ không biết. Thì lúc mà khi mà mình cầu nguyện Chúa, Chúa ơi cái điều này là điều gì, thì Chúa cho mình biết rằng là tại vì cái người đó không hiểu vấn đề, cho nên là người đó mới nói như vậy. Thì thôi con tôi cầu nguyện cho người đó để xin Chúa ngày mở mắt người đó để thấy. Giả dụ như thế này, có một người hầu việc Chúa nói với tôi rằng là
lúc nào cũng cầu nguyện chữa lành để làm gì? Hay là đừng có mà quá tin quá máu như vậy, hãy dùng bác sĩ đi, hãy dùng đi thuốc đi. Ok, thế anh chị em hiểu không ạ? Thực ra là nó ở trong cái đức tin, thiếu hiểu biết của người đó về đức tin của Đức Trời và thiếu sự tin cậy. Nhưng mà người ta cũng khuyên mình nữa anh chị em ạ. Hiểu không ạ? Thế cho nên lúc mà mình về mình cầu nguyện Chúa thì Chúa nói rằng là tại vì người đó thiếu đức tin, người đó nói những cái excuses, nói những cái lời mà excuses là giống như bao biện về cái việc yếu đức tin của mình thế thôi. Cho nên là người ta muốn người khác cũng phải giống như họ. Cái điều đó không đúng. Đúng không ạ? Mình phải phát triển đức tin hơn nữa, chứ còn lại còn tụt đi thì còn nói chuyện gì nữa. Thế nhưng mà người ta lại còn khuyên mình là mình phải như thế nữa không? Phải yếu đức tin như người ta, phải bác sĩ như người ta, phải lúc nào cũng dùng thuốc như người ta. Người ta nói mình là điên rồ qua máu, đức tin qua máu. Chúng ta không, cho nên chúng ta cần phải cẩn thận. Dĩ nhiên, có những lúc thì anh chị em mà yếu đức tin anh chị em cứ đi bác sĩ không sao, nhưng mà anh chị em đừng có bảo người khác là phải giống như anh chị em là được. Đúng không ạ? Nếu ở đây có ai mà đang đi bác sĩ rất nhiều và tốn nhiều tiền cho bác sĩ thì tôi nói với anh chị em là hãy tập đức tin đi. Tập cho nó, dĩ nhiên là khi mà tập thì mệt mỏi lắm. Chờ đợi cái sự chữa lành là hết ngày này qua ngày khác, chiến đấu và công bố và tin tưởng, tin cậy và công bố lời của Đức Chúa Trời, chờ đợi. Thế cuối cùng cũng chữa lành, nhưng mình kinh nghiệm được đức tin mạnh hơn một bậc. Đúng không ạ? Mạnh mẽ hơn về sự chữa lành của Chúa. Nhưng mà còn không muốn nhàn hạ thì ngay lập tức bác sĩ và thuốc. Thế thì anh chị em thấy không ạ? Có nghĩa là khi mà người ta khuyên mình như vậy không phải là vì họ muốn tốt cho mình đâu, mà họ muốn đưa mình xuống bằng cái cấp bậc của người ta và để cho người ta đừng có bị áy náy về cái việc mà người ta dùng bác sĩ và thuốc quá nhiều. Mà thiếu hiểu biết về lời của Đức Chúa Trời, về uy quyền của Chúa đấy. Thì mình cần phải xem cái trường hợp nào mà mình cầu nguyện với Chúa, mình xem Chúa sẽ chỉ dẫn mình từng cái bước. Và đừng có sớm buồn giàu. Amen. Đừng có bị buồn. Có nhiều người bị buồn mà sụp đổ luôn á. Đôi khi mình không nhìn thấy cái động cơ đằng sau cái người mà nói những lời khuyên mình á, mà nói những cái lời mà ví dụ như khuyên hoặc của trách hoặc trách mắng mình á. Nếu mà mình không biết thì mình dễ buồn và sụp đổ lắm. Nhất là những anh chị em mà có tính cách mà dư như là hiền á, hay là mềm mại á, thì nguy hiểm lắm. Thì hay bị buồn á. Nhớ nha anh chị em. Ok, được chưa Thiện? Dạ, giọng cáo gì? Có ai có điều gì muốn trình bày không? Có ai có muốn điều gì có muốn nói không? Có muốn góp ý, có muốn xỉ, muốn nói gì không? Chào, Abraham. Cảm ơn Chúa tuyệt vời. Nãy giờ cô nói thì đúng như những gì tôi đã chịu qua bao nhiêu năm qua. Tôi đến với Chúa năm nay là năm thứ năm. Nhưng mà những gì cô nói tôi đang chịu và đã bị như vậy. Yeah. Có những người họ tạt vô mặt mình khi mà đức tin mình luôn luôn tin cậy Chúa, thì họ nói là tại sao phải kiêng ăn, phải cầu nguyện, phải sống như vậy, phải đau khổ vậy. Cho nên là khi tôi học Kinh Thánh tới đâu thì tôi thực hiện tới đó. Khi tôi học Kinh Thánh trong Ê-sai 58 câu số 6, Chúa nói là sự kiêng ăn mà ta chọn lựa há chẳng phải sẽ bẻ hết xiềng hung ác, bẻ chốt của ách, thả cho kẻ bị khiếp được tự do hay sao? Amen. Có nghĩa là khi con tôi gặp nan đề, con tôi 10 năm sống trong đau khổ, tôi rất là tuyệt vọng. Nhưng mà khi tôi gặp được Chúa thì một ngày, hai ngày đầu tiên thôi, tôi ôm cuốn Kinh Thánh và tôi khóc mãi. Cuốn Kinh Thánh tôi không ăn, tôi cũng thấy là no đủ, không thiếu cái gì hết. Vì trong đời sống của tôi thấy mọi sự đều thay đổi. Chính vì thế đức tin tôi được mạnh mẽ từ chỗ đó. Và một tuần trôi qua, và hai tuần trôi qua khi Kinh Thánh được đến trên đời sống tôi, thì tôi biết bao nhiêu thì tôi đi làm chứng cho người ta bấy nhiêu. Tôi đi hết cái hẻm hóc nào, thấy ai khó khăn, ai khổ sở thì tôi lại nói về Chúa cho họ. Chính vì đời sống của tôi như vậy thì Chúa dùng tôi chỉ và là rao giảng tin lành và đi làm chứng cho tất cả mọi người. Đó là như vậy. Khi đời sống của mình được thay đổi thì mình thấy điều đó là phước hạnh cho người khác qua đời sống của mình. Nó là cái sự mà người ta đến với Chúa chính đời sống mình á, thì mình dọn sạch lòng mình. Mình có thể yêu được thì mình mới giúp đỡ cho người ta. Chứ không phải mà sống mà cơ đốc nhân ở trong lời của Chúa mà mình không có yêu thương anh em mình, không yêu thương chính bản thân mình thì mình làm sao yêu thương người khác được. Cho nên mình nói với người khác, muốn người ta tin thì đời sống mình phải được biến đổi thật. Đó là cái điều mà tôi rất là trân quý. Chúa mang đến cho tôi một cái sự sống, một cái sức mới, một cái sự vui mừng trọn vẹn và sự bình an ở trong Chúa mới có mà thôi.
Chính vì thế tôi rất là trân trọng. Cho nên ngày hôm nay tôi bước vào đây học, có nghĩa tôi học tới cả đời tôi cũng vẫn chưa hết. Tới ngày Chúa trở lại tôi cũng vẫn thấy tôi ham học. À, vì lời Chúa đến trên đời sống của chúng ta không bao giờ thấy dư bao giờ, không bao giờ thấy thừa bao giờ. À, tôi mong rằng tất cả anh chị em nghe lời nói của tôi thì cũng được khích lệ. Ngày hôm nay tôi bước vào đây chỉ là một lần, nhưng mà tôi cảm nhận là thức ăn này là thức ăn rất là bổ dưỡng mà thức rất là ngon trên đời sống của tôi. Và tôi rất là muốn có nhiều buổi để mà tôi sẽ bước vào đây để nghe tất cả cô bác anh chị em và chính cô chia sẻ rất là tuyệt vời. Cảm ơn Chúa, cảm ơn sứ điệp mà ngày hôm nay cô chia sẻ và học hỏi cho anh chị em rất là nhiều. Cảm ơn Chúa. Tôi xin hát. Cảm ơn Chúa. Mời cô Như với lại cô Ca sẽ tham dự học trường đường Chris vào tháng 10 này đi ở tại Sài Gòn á, thành phố Hồ Chí Minh nha cô. Tháng 10 này mình sẽ có trường đường Chris ở tại thành phố Hồ Chí Minh á, nó xa quá nhỉ. Đây thì chắc là Catalina với tôi chắc là có hoàn cảnh xa xôi quá không có thể đi, có thể học trong trong Zoom thì luôn luôn, chứ còn đi thì có con cái Catalina còn đi dạy nữa, dạy ở trường không có nghỉ được. Catalina là đang dạy gì ạ? Dạ đang dạy cấp 2 học sinh phổ thông. Cô giáo con đã giỏi lắm nè, ngoan lắm, yêu Chúa. Dạ em có ở Phú Quốc luôn à? Không, em ở tỉnh Lâm Đồng. Ở Lâm Đồng. Đã Lâm Đồng. Thế cô ở Phú Quốc, cô Như ở Phú Quốc ạ? Có cô ở Phú Quốc, chị ở Phú Quốc với con trai David. 10 năm sống trong đau đớn. Ngày khi cháu 3 tuổi cháu bị điện giật á. Rồi 3 tuổi bị điện giật là ở 10 năm không có bác sĩ nào coi ra bệnh, cho uống thuốc đại gì thôi chứ không có biết thuốc gì hết. Thì lúc đó là mình chỉ biết là đi chùa chiền cúng kiến miếu mồ mã ở đâu đi hết, chỗ nào cũng đi hết. Cuối cùng thì năm thứ thứ 10 á là Chúa mình gặp gỡ Chúa. Khi Chúa đến trên đời sống của tôi thì con tôi được Chúa biến đổi, chỉ trong vòng một năm thôi là cháu hoàn toàn bình phục từ 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 từ. Bây giờ là phục hồi được 90%, chỉ có nói để trọn vẹn thôi, chỉ còn nói rõ nữa là được, chứ cái gì cũng biết hết. Chúa nghe một sư giảng từ lúc tôi đến với Chúa là con tôi luôn luôn đi cùng với tôi ở tất cả các cái nơi mà học kinh thánh hoặc là truyền giảng, bởi vì tất cả chỗ nào tôi đi là con tôi đi cùng, cho nên là lúc nào con cháu nó cũng được nghe lời của Chúa qua một sư, qua tất cả những giáo sĩ. Cô Như với lại cô Kia Chira này là em chung giới thiệu vào trong nhóm mình phải không ạ? Ai cho cô cái mật khẩu của phòng Zoom mà Tiến vậy đó. Tiến à? Anh Thế hả? Anh Thế ép các cô vào trong nhóm để gửi cho các cô tài liệu nhé. Đúng rồi, tại vì hồi tối hôm qua chị mới gặp Thế có một buổi tối chút xíu, là tại vì tôi coi trên cái group thấy cô chia sẻ đó. Thấy những cái cô mới đi vô, tôi hỏi Thế là sao gặp được cô, sao biết cô ở đâu, thì Thế mới ép vô. Thế ép cô vào trong cái group á để gửi cái tài liệu cho các cô nhé, tài liệu sách của cái bài môn học này nè, vào thứ tư và thứ sáu. Nhưng mà thứ sáu tuần này thì chúng ta không có học hành trình Israel, mà sẽ có giám mục LS Existence, là giám mục người Mỹ, mục sư người Mỹ sẽ chia sẻ với chúng ta phần còn lại về các ân tứ thánh linh và các bông trái thánh linh nha anh chị em. Thì thứ sáu tuần này chúng ta sẽ học cái đó, và chúng ta không học hành chính Israel, tuần sau chúng ta học hành chính Israel nhé. Sắp tới chúng ta có một mục sư nữa của một hội thánh rất là lớn, ông ấy có tấm lòng giảng dạy rất là tốt ở bên Mỹ, ông cũng sẽ giảng dạy qua Zoom, thì lâu lâu tôi sẽ kết nối ông để chia sẻ lời Chúa với chúng ta nhé. Tôi không biết là ông ấy favorite, ông ấy là chuyên về những cái chủ đề nào, tôi sẽ nói chuyện với ông ấy, là giám mục và giám mục Sextense mới giới thiệu. Thì ông giám mục này ông ấy sắp tới ông qua Việt Nam, ông mới ở Việt Nam 2 tháng trước, mà sắp tới thì ông cũng sẽ qua, hai ông cũng sẽ qua Việt Nam. Nếu mà các bạn ở trong Sài Gòn thì gặp được, nhưng mà các bạn ở xa quá thì có lẽ là trên Zoom, qua Zoom vậy. Chúng ta sẽ có những người hợp với Chúa, họ chia sẻ lời Chúa chúng ta nhiều hơn, thì chúng ta có cái một cái sự tươi mới hơn nha anh chị em. Bây giờ thì xin mời một người sẽ cầu nguyện đi ạ.
Xin mời em Abraham này cầu nguyện đi.